Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Phiên ngoại. Trong một tinh không bao la rộng lớn, hai kiếm tu chậm rãi bước đi. Một người mặc trường bào màu xanh, một người mặc trường bào màu mây. Trong tay cả hai đều cầm một thanh trường kiếm còn vỏ. Tinh không xung quanh tĩnh lặng như tờ. Lúc này, kiếm tu áo xanh bỗng cười hỏi, Tiêu huynh, lát nữa huynh ra tay hay ta? Kiếm tu Tiêu Dao cười, đều được. Kiếm tu áo xanh cười lớn, xem ra huynh đã không còn hứng thú với người trước mặt nữa rồi. Nhưng cũng là chuyện bình thường, suốt chặng đường tu luyện này, chưa ai có thể khiến chúng ta ra tới kiếm thứ hai. Ây, đúng là chán thật. Kiếm tu Tiêu Dao thấp giọng thở dài, vẻ mặt ảm đạm, cầu được thất bại một lần mà khó vậy sao? Kiếm tu áo xanh nói, thực lực của chân thần cũng mạnh, tiếc là bị vũ trụ trói buộc. Kiếm tu Tiêu Dao khẽ gật đầu, đúng là đáng tiếc, không biết thực lực thật sự của ả thế nào. Kiếm tu áo xanh cười, nhìn về nơi sâu tinh không phía xa, tinh không không có điểm dừng và xung quanh vẫn tĩnh lặng như thế. Kiếm tu Tiêu Dao cũng nhìn nơi sâu tinh không đó, khẽ nói, chúng ta đã ngược dòng 50 tỷ năm rồi nhỉ. Kiếm tu áo xanh gật đầu, tầm đó. Kiếm tu Tiêu Dao gật đầu, hy vọng cường giả của 50 tỷ năm này không quá yếu. Kiếm tu áo xanh cười, hy vọng vậy. Nói rồi hai người run lên, biến mất ở cuối tinh không vô tận. Nửa canh giờ sau, không biết hai người đã xuyên qua bao nhiêu tinh vực thời không, cuối cùng tới trước một thần điện hùng vĩ. Thần điện cực lớn, trước cửa có một cột đá cao mấy chục vạn trượng, sừng sững giữa tinh không, giống như cự thú tinh không, cực kỳ uy nghiêm tráng lệ. Toàn bộ thần điện toát lên vẻ cổ kính, hoang vắng. Kiếm tu áo xanh quan sát thần điện rồi nói, không biết nơi này là nền văn minh cấp mấy. Kiếm tu Tiêu Dao nói, vào trong xem sao. Kiếm tu áo xanh gật đầu, hai người đi về phía thần điện, tinh không xung quanh vẫn im lặng như vậy, nặng nề mà ngột ngạt. Rất nhanh, hai người đã đi tới trước cửa chính của đại điện, cánh cửa cũng cao mấy vạn trượng, hai người đứng trước cửa đại điện bỗng trở nên nhỏ bé như hạt bụi. Cả hai nhìn cánh cửa ấy, không biết nó được làm từ vật liệu kim loại gì mà tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ, ánh sáng ẩn chứa một năng lượng đặc biệt nào đó. Hai bên cánh cửa có một phù văn màu máu dài nghìn trượng, dường như là một loại phong ấn. Rất kỳ lạ. Kiếm tu áo xanh phất tay áo, kiếm ý bay ra, cánh cửa nặng nề chấn động, lúc này một luồng khí cổ xưa tuôn ra từ trong điện, nhưng không thể tới gần được hai người. Hai người vừa đi vào đại điện, một cảm giác trống rỗng ập đến. Cả đại điện trống trải vô cùng, trong đại điện có 12 cây cột sắt chọc trời, mỗi cây cao mấy vạn trượng, rộng cũng gần nghìn trượng, vô cùng hùng vĩ. Mà ở giữa mỗi cột sắt đều có một người bí ẩn tay cầm trường mâu, những người này đều nhắm mắt, đầu đội mũ vàng, người mặc chiến giáp màu vàng, quanh người có khí tức thần bí uốn lượn. Mà xung quanh những cột sắt kia đều bị phù văn màu đỏ máu kỳ dị bao phủ, dày đặc chi chít, có hơi giận người. Kiếm tu áo xanh nhìn thoáng qua những cột sắt ấy, sau đó nhìn về phương xa, cách mấy trăm trượng có một ngai vàng, đằng sau ngai vàng có một thanh kiếm to rộng. Kiếm tu Tiêu Dao quan sát bốn phía rồi kết luận, không biết nơi này là nền văn minh gì, vì sao những cường giả này đều ngủ say. Kiếm tu áo xanh nói, thọ mệnh. Kiếm tu Tiêu Dao hơi sửng sốt, đánh giá xung quanh, rất nhanh đã nhíu mày, vì hắn ta phát hiện thọ mệnh của những cường giả này đều cực ngắn. Trong đó có mấy người chỉ còn không đến 10 năm. Kiếm tu áo xanh lại nói, họ lợi dụng ngủ say và phong ấn để làm chậm tốc độ trôi của thọ mệnh. Kiếm tu Tiêu Dao gật đầu, muốn có thọ mệnh vô hạn, trường sinh bất lão chân chính thì chỉ có thể vượt qua đạo. Mà trên thế gian này cũng chỉ có mấy người vượt qua được đạo mà thôi. Nếu không thể vượt qua được thì phải sống dưới quy tắc của đạo, bị đạo áp chế, thọ mệnh trôi đi, cho đến khi hoàn toàn mất mạng. Những người trước mắt này hiển nhiên không muốn chết, vì thế mới chủ động ngủ say, phong ấn thực lực của mình để giữ thọ mệnh. Rất nhiều cường giả tu luyện đến cuối cùng thật ra đều chỉ vì một điều, đó chính là sống. Nhưng chỉ cần không vượt qua được đạo thì sẽ có ngày thọ mệnh kết thúc. Lúc này người đàn ông áo xanh bỗng đi tới trước ngai vàng, quan sát ngai vàng trước mặt rồi cười bảo, Tiêu huynh, nếu hắn đã không muốn ra chào đón thì hai ta cũng không cần làm khó người ta. Đi thôi. Nói xong y quay người rời đi. Kiếm tu Tiêu Dao nhìn vương tọa, sau đó quay người rời đi. Họ chỉ có hứng thú với cường giả. Mà lúc này, thanh kiếm to đằng sau ngai vàng bỗng rung lên, sau đó một người đàn ông xuất hiện trên ngai vàng.
Người đàn ông trông khoảng 30 tuổi, mặc một chiếc trường bào màu đen, trường bào cực kỳ dài, kéo lê trên mặt đất, mà sắc mặt gã trông hơi nhợt nhạt, dáng vẻ ốm yếu. Thế nhưng ánh mắt của gã lại rất sắc bén, giống như một lưỡi dao. Sau khi người đàn ông xuất hiện, gã nhìn chằm chằm vào hai kiếm tu, hai người là người của tương lai. Kiếm tu áo xanh gật đầu, phải. Người đàn ông bình tĩnh hỏi, ngược dòng bao nhiêu năm? Kiếm tu áo xanh đáp, 500 năm. Trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ khinh thường, hai mắt từ từ khép lại, người dựa vào ghế có thể ngược dòng 500 năm cũng coi như không tệ. Nghe vậy, hai kiếm tu đồng thời nhíu mày. Lúc này, người đàn ông lại nói, hai người vất vả ngược dòng tới đây chắc hẳn là muốn tìm một cơ hội. Nói đến đây, gã mở to mắt nhìn cả hai người là kiếm tu à? Kiếm tu áo xanh gật đầu, đúng. Người đàn ông bình tĩnh nói, cả hai cùng lên đi. Nghe vậy, hai kiếm tu đều sửng sốt. Người đàn ông xòe tay, thanh kiếm bản rộng phía sau ngai vàng xuất hiện trong tay, gã nhìn hai kiếm tu trước mặt, hai người cùng lên đi. Nhớ đừng nương tay, hãy tấn công bằng đòn mạnh nhất của mình. Kiếm tu áo xanh nghĩ một lúc rồi bảo, Tiêu huynh, huynh lên nhé. Kiếm tu Tiêu Dao lắc đầu, ta không muốn lên. Kiếm tu áo xanh cũng nói, ta cũng không muốn lên. Hai người nhìn nhau, sau đó quay người rời đi. Nhưng lúc này, người đàn ông lại nhíu mày, không lời thừa thãi, tiến lên một bước, trong nháy mắt một luồng khí thế cường đại cuốn về phía họ. Nhưng luồng khí còn chưa tới gần hai kiếm tu thì đã biến mất không còn dấu vết. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông sửng sốt, sau đó bật cười, thú vị, xem ra hai người cũng có bản lĩnh đấy. Nói rồi gã tiến lên một bước, trong phút chốc, một luồng kiếm ý mạnh mẽ quét ra từ trong cơ thể gã, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ chọc trời, chém mạnh về phía hai kiếm tu. Khi thanh kiếm chém xuống, một luồng kiếm thế và kiếm ý ngay lập tức lao về phía hai người họ như một cơn sóng thần khổng lồ. Lúc này, kiếm tu Tiêu Dao đột ngột dừng lại, quay người đâm ra một kiếm. Phập! Trong phút chốc, thanh kiếm khổng lồ và kiếm ý vỡ tan. Tiếp đó một thanh kiếm đâm vào đầu mày của người đàn ông. Lúc này người đàn ông hoàn toàn chết lặng. Chuyện gì xảy ra thế này? Đến một kiếm mà mình cũng không đỡ nổi ư. Người đàn ông nhìn kiếm tu Tiêu Dao cách đó không xa, trong mắt toàn là vẻ không thể tin được, ngươi, sao có thể? Kiếm tu Tiêu Dao khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên sự thất vọng không che giấu, ngươi, thật sự quá yếu. Nói xong hắn ta và kiếm tu áo xanh cùng rời đi. Người đàn ông ở lại vẫn không thể tin được, gã không ngờ đến một kiếm của kiếm tu này mà mình cũng không đỡ được. Sao có thể như thế? Người đàn ông ngồi phịch xuống ngai vàng, mặt tái mét. Ở thời đại của gã, sau khi gã thành danh thì chưa từng thất bại bao giờ, vẫn luôn vô địch cho tới khi tự phong ấn, chống lại thọ mệnh. Nhưng gã không ngờ mình lại bị người đến từ 500 năm sau đánh bại, hơn nữa bản thân còn chẳng đỡ nổi một kiếm. Không khoa học, người đàn ông không cam lòng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hai kiếm tu đã đi tới cửa, xòe tay, trong nháy mắt, vô số phù văn màu vàng bay vòng trong tay gã, theo đó từng tiếng hát cổ xưa mà thần bí bỗng vang lên trong đại điện trống rỗng. Lúc này, hai kiếm tu đã đi tới cửa đột nhiên dừng lại. Hai người quay đầu nhìn người đàn ông, vẻ mặt gã hơi hung ác, gã giơ hai tay lên, trong nháy mắt vô số phù văn màu vàng hội tụ thành một thanh cự kiếm nghìn trượng. Sau đó chém về phía hai kiếm tu. Trong thanh kiếm khổng lồ có ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Hai kiếm tu nhíu mày, lúc này, kiếm tu Tiêu Dao tiến lên một bước, sau đó hắn ta phất tay, một thanh kiếm bay ra. Cự kiếm phủ văn đó vỡ tan. Lập tức, cơ thể người đàn ông cứng đờ tại chỗ, bởi vì thanh kiếm đó lại đâm vào đầu mày của gã. Một lần nữa bị giết trong giây lát. Đôi mắt của người đàn ông đờ đẫn. Như thể đã mất hồn. Kiếm tu Tiêu Dao lắc đầu, làm màu. Nói xong hắn ta bỏ đi. Kiếm tu áo xanh vốn cũng định đi luôn, nhưng dường như nhớ đến điều gì, y bỗng quay lại nhìn người đàn ông, phất tay, chân dung của Diệp Quan xuất hiện trước mặt người đàn ông. Kiếm tu áo xanh nhìn người đàn ông, đây là cháu trai của ta, tên là Diệp Quan, người quản lý vũ trụ quan huyên hiện tại. Trong 50 tỷ năm tới nếu có ngày nào đó nó tới đây thì không được bắt nạt nó, nếu không ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Nói xong y quay người rời đi. Người đàn ông. Sau khi rời khỏi đại điện, kiếm tu Tiêu Dao bỗng hỏi người đàn ông áo xanh, Dương huynh, chẳng phải huynh từng nói để nó tự trưởng thành sao?
Người đàn ông áo xanh cười, đứa bé đó cũng không dễ dàng, giúp được gì thì giúp. Kiếm tu Tiêu Dao lắc đầu, huynh làm thế này không phải là giúp, suốt chặng đường, gặp ai huynh cũng cho xem ảnh bảo đừng động đến cháu trai huynh. Kiếm tu áo xanh bật cười, đi đi, chúng ta đến nền văn minh tiếp theo. Nói xong y vung kiếm, dòng sông thời gian xuất hiện, hai người đi vào rồi bắt đầu đi ngược thời gian. Vào dòng sông thời gian là điều hầu hết cường giả đều làm được, nhưng muốn nghịch chuyển thời gian là điều rất khó. Vì trong dòng sông thời gian có nghịch tuế nguyệt chi lực vô tận vô cùng mạnh, hơn nữa còn có đạo tắc tuế nguyệt trấn áp, vì thế muốn nghịch chuyển thời gian là điều vô cùng khó. Đương nhiên, dù là nghịch tuế nguyệt chi lực hay đạo tắc tuế nguyệt thì cũng không phải chuyện gì to tát đối với hai người. Trong dòng sông thời gian, hai người đi ngược dòng, nếu gặp nền văn minh nào mạnh và nguyên vẹn thì họ sẽ dừng lại kiểm tra. Đương nhiên nếu gặp hơi thở cường đại, họ cũng sẽ dừng lại sau đó đi kiểm tra. Đương nhiên hầu hết đều thất vọng. Cứ thế, hai người đã đi ngược không biết bao nhiêu năm. Hôm nay, trong dòng sông thời gian, hai người bỗng dừng lại. Cả hai nhìn về nơi xa, không biết cảm nhận được gì mà kiếm tu Tiêu Dao chợt trở nên hơi kích động. Có người đang cố gắng trấn áp đạo tắc tuế nguyệt, đi từ quá khứ đến tương lai. Từ quá khứ đến tương lai, độ khó ít nhất gấp mấy chục lần so với đi ngược thời gian. Bởi vì từ quá khứ đến tương lai bắt buộc phải làm được một điều, đó là áp chế đạo tắc tuế nguyệt, không chỉ vậy còn phải áp chế đại đạo. Nhìn trước tương lai thực sự là hành động nghịch thiên, là điều đại đạo không cho phép. Sở dĩ hai kiếm tu không nhìn trộm tương lai là vì hiện tại họ vẫn chưa phát hiện ra người nào có thể uy hiếp được mình, và lại thời đại mà họ ở là phần cuối của dòng sông thời gian hiện tại, tương lai mang tính chưa xác định. Trong mắt hai người, ở cuối dòng sông thời gian có một cô gái mặc áo bào trắng từ tốn bước ra, cô gái đeo mặt nạ nửa mặt màu vàng, mặt nạ kéo dài từ trán đến mũi, chỉ để lộ miệng và cằm. Đằng sau cô gái có hai cường giả thần bí, thân thể của hai cường giả này vô cùng cao lớn, gấp mấy người bình thường, cả hai đều mặc áo bào đen, đầu bịt kín, cơ thể lơ lửng, không nhìn thấy khuôn mặt, vô cùng kỳ lạ. Cô gái áo bào trắng nhìn hai kiếm tu trước mặt với vẻ mặt bình tĩnh như nước, không một gợn sóng. Kiếm tu Tiêu Dao nhìn cô gái áo bào trắng, trong mắt là vẻ hưng phấn, hắn ta không nói gì mà tiến lên phía trước, vung tay áo, thanh kiếm trong tay hắn ta chém tới trước mặt cô gái áo bào. Đôi mắt cô gái áo trắng vẫn bình tĩnh, khi thanh kiếm chỉ còn cách mặt nàng một trượng thì nàng hé môi, dừng. Khựng, thanh kiếm dừng lại, không thể tiến thêm nửa tấc. Mà lúc này cô gái áo trắng lại nói, phá. Rắc, thanh kiếm thoáng chốc vỡ tan. Thanh Vân Châu, Thiên Thanh Thành. Ngày hôm nay, trên bầu trời Thiên Thanh Thành đột nhiên xuất hiện một đám mây lành, vô số tu sĩ ngẩng đầu lên nhìn đám mây ấy, đám mây có 9 màu, tản ra từng làn khí thánh khiết, đồng thời vô số luồng khí năng lượng trời đất bỗng ngưng tụ lại trong thiên địa. Quỷ thần vạn dặm xung quanh đều tránh xa. Những người tu luyện trong thành đều nghi hoặc, ồn ào thảo luận. Đúng lúc này, có người kinh hãi nói, đám mây 9 màu này chẳng lẽ là đạo vân trong truyền thuyết? Đạo vân. Lời này vừa thốt ra, nửa thành đã sục sôi. Nghe đồn đạo vân xuất hiện thì ắt có người thiên mệnh ra đời. Chẳng lẽ Thiên Thanh Thành sắp xuất hiện người thiên mệnh trong truyền thuyết rồi? Khi mọi người đang xôn xao bàn tán thì đám mây lành 9 màu ấy hơi rung lên, sau đó 9 chùm ánh sáng đột nhiên phóng xuống, bay vào một phủ đệ nào đó. Tất cả mọi người trong thành đều nhìn về phủ đệ ấy. Đó là hướng của Dương Phủ. Có người không kìm được cảm thán hâm mộ, Dương Phủ sắp phất rồi. Dương Phủ. Sinh rồi, là một thiếu gia. Giọng nói hưng phấn vang lên trong Dương Phủ, sau đó cả Dương Phủ đều trở nên bận rộn. Và rất nhanh, chuyện đạo vân xuất hiện, Dương Phủ có người thiên mệnh đã lan khắp Nam Châu như ôn dịch, hơn nữa vẫn còn đang lan sang các châu khác với tốc độ cực nhanh. Hơn nữa vì thiếu gia của Dương Phủ này không chỉ là người thiên mệnh, mà còn có vô địch thánh thể trong truyền thuyết. Người thiên mệnh, vô địch thánh thể. Trội hẳn từ trước đến nay. Giờ phút này, không chỉ Thiên Thanh Thành mà cả huyên giới đều không yên bình nữa. Ngày hôm sau, vô số thế gia bỗng kéo đến Dương Phủ, trong đó có ba đại gia tộc của Thiên Thanh Thành là nhà họ Hầu, nhà họ Mạc và nhà họ Lý, còn có mấy đại thế gia siêu cấp thành lân cận, thậm chí còn có rất nhiều đại tông môn hùng mạnh kéo đến. Mục đích của họ là liên hôn. Vô địch thánh thể. Phải biết đây là thánh thể thứ hai trong vũ trụ hiện tại,
chỉ đứng sau phàm nhân chi thể trong truyền thuyết. Có thể nói vị yêu nghiệt này của Dương Phủ tương lai chắc chắn sẽ trở thành người đứng đầu một phương, uy danh lẫy lừng. Nếu như bây giờ có thể kết thành thông gia với Dương Phủ thì sau này gia tộc của họ cũng sẽ lên như diều gặp gió, trở thành thế gia siêu cấp. Trong lúc nhất thời, vị thiếu gia của Dương Phủ đã trở thành miếng bánh thơm ngon cho cả Nam Châu, thậm chí là cả huyên giới. Trong Dương Phủ đang tổ chức tiệc ăn mừng. Tộc trưởng hiện tại của Dương tộc là Dương Vân Sơn, lúc này ông ta đang dẫn đầu mấy trăm tộc nhân của Dương tộc quỳ trước từ đường của nhà họ Dương. Tế bái tổ tiên. Một người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh Dương Vân Sơn, dáng người phụ nữ đầy đặn, duyên dáng phú quý. Người phụ nữ xinh đẹp này là Lý Vân Dung, em dâu của Dương Vân Sơn, mà em trai của ông ta đã mất tích từ nửa năm trước khi đi khám phá bí cảnh, đến giờ vẫn không có tin tức gì. Trong lòng Lý Vân Dung là một bé trai sơ sinh, cậu bé đang nhìn thế giới trước mặt, trong mắt là vẻ tò mò mà trẻ sơ sinh không nên có. Lúc này Dương Vân Sơn đi đầu bỗng cao giọng, kích động hô trời cao phù hộ cho nhà họ Dương. Nói xong ông ta cúi đầu thật sâu, vái lạy vài lần. Giờ phút này đương nhiên ông ta kích động, Dương tộc cũng từng là đại gia tộc ở Nam Châu, nhưng dần dần sa sút, hiện giờ chỉ có thể coi là gia tộc hạng ba, sống vật vờ ở Thiên Thanh Thành. Vốn dĩ ông ta cứ tưởng Dương tộc sẽ phải tiếp tục như vậy, không ngờ bỗng nhiên lại có đại đạo chi tử. Đúng là trời cao phù hộ cho nhà họ Dương. Sau khi tế bái xong, một ông lão bước nhanh đến trước mặt Dương Vân Sơn, run run nói, tộc trưởng, người của Diệp tộc đến. Diệp tộc. Nghe vậy, người Dương Vân Sơn run lên, ông ta nói vội, mau mời vào. Mau mời vào. Trong điện nghị sự, Dương Vân Sơn ngồi đối diện một ông lão. Ông lão mặc áo bào màu xám, đi đôi dép rơm, ánh mắt sắc bén mang theo uy áp vô hình. Dương Vân Sơn hơi căng thẳng. Diệp tộc là đại gia tộc siêu cấp số một huyên giới hiện nay. Chưa nói đến Dương tộc, cho dù ba gia tộc lớn ở Thiên Thanh Thành cũng chỉ như con kiến trước mặt Diệp tộc. Ngoài căng thẳng còn có chút chờ mong, bởi vì ông ta đã đoán được mục đích chuyến này của đối phương. Lúc này, ông lão đi dép sơm đột nhiên lên tiếng, có thể cho lão phu nhìn tiểu công tử được không? Nghe vậy, Dương Vân Sơn vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, đương nhiên là được, Khâu Ngôn trưởng lão chờ một chút. Nói xong ông ta lệnh cho hạ nhân đi xuống. Một lúc sau, người phụ nữ xinh đẹp bế đứa trẻ tới, Khâu Ngôn lập tức đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt người phụ nữ xinh đẹp, khi nhìn thấy đứa bé sơ sinh, vẻ mặt ông ta lập tức trở nên kích động. Vô địch thánh thể. Đây thật sự là vô địch thánh thể trong truyền thuyết. Khâu Ngôn kìm nén sự phấn khích trong lòng, quay đầu nhìn Dương Vân Sơn, cười nói, Dương tộc trưởng, nói thật với ông, hôm nay ta thay mặt cho cả Diệp tộc tới đây. Mục đích là muốn kết thông gia với Dương tộc, không biết ý của Dương tộc trưởng thế nào. Kết thông gia, nghe xong, Dương Vân Sơn trở nên phấn khích. Nếu có thể kết thông gia với Diệp tộc thì Dương tộc đúng là được tổ tiên phù hộ. Diệp tộc không chỉ là đại gia tộc siêu cấp ở huyên giới, cho dù khắp chúng thần giới thì cũng được coi là gia tộc hàng đầu. Có thể nói, liên hôn với Diệp tộc, Dương tộc không chỉ được hưởng vô số điều lợi mà địa vị cũng sẽ nâng cao lên rất nhiều. Dương tộc không có lý do gì để từ chối, đương nhiên cũng không dám từ chối. Dương Vân Sơn nhanh chóng gật đầu đồng ý. Khâu Ngôn khẽ mỉm cười, không hề bất ngờ trước sự đồng ý của Dương Vân Sơn. Bởi hiện tại tuy Dương tộc có người thiên mệnh, nhưng người thiên mệnh chưa trưởng thành thì cũng chẳng là gì đối với Diệp tộc hết. Nếu không có sự giúp đỡ của Diệp tộc thì người thiên mệnh này không thể sống đến khi trưởng thành được. Thế giới này là như vậy, có lẽ có người muốn người tốt, nhưng chắc chắn người không muốn người sống tốt còn nhiều hơn. Khâu Ngôn chậm chậm lấy ra một bản hôn thư, trên đó viết. Hai họ liên hôn, ký kết hiệp ước, lương duyên vĩnh cửu, kết duyên bên nhau. Nếu vi phạm giao ước này, trời đất sẽ vứt bỏ. Chỗ ký tên, Diệp Thanh Nhi của Diệp tộc. Bên trên còn có một dấu vân tay nhỏ trên đó. Diệp Thanh Nhi chính là con gái của tộc trưởng Diệp tộc hiện tại. Hôn thư có tổng cộng 2 bản. Khâu Ngôn đưa 2 bản hôn thư cho Dương Vân Sơn. Dương Vân Sơn vội vàng nhận lấy viết ra một cái tên, Dương Huyên. Đây là tên của thiên tài vừa ra đời kia. Khâu Ngôn viết tên Dương Huyên vào 2 bản hôn thư rồi lại đi tới trước mặt Dương Huyên, lấy một chiếc kim ra đâm vào ngón tay cái của Dương Huyên, ấn vào hôn thư. Thấy Dương Huyên bị đâm kim vào tay mà không khóc, trong mắt Khâu Ngôn chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, lòng thầm cảm thán không hổ là thiên tuyển chi tử.
Rất nhanh hai bản hôn thư đã làm xong, Dương Vân Sơn đưa một bản cho Khâu Ngôn, Khâu Ngôn nhận lấy, đặt một chiếc nhẫn chứa đồ lên bàn, Dương tộc trưởng, trong nhẫn chứa đồ có vài trăm viên đan dược, hàng chục nghìn linh thạch, còn có một số công pháp tu luyện thượng đẳng và võ kỹ, những thứ này đều giữ lại cho Dương Huyên công tử, ngoài ra mỗi năm Diệp tộc ta sẽ phái cường giả đến Dương tộc dạy Dương Huyên công tử tu luyện. Nghe vậy, Dương Vân Sơn mừng rỡ, tuy Dương Huyên là thiên đạo chi thể, nhưng Dương tộc không có tài nguyên để cung cấp cho hắn, mà hiện tại ý của Diệp tộc là sẽ phụ trách toàn bộ tài nguyên tu luyện cho Dương Huyên, điều này thực sự là chuyện cực kỳ tốt đối với Dương tộc. Diệp tộc không chỉ chịu trách nhiệm cung cấp tài nguyên tu luyện cho Dương Huyên mà mỗi năm còn cố định cho hắn hàng chục nghìn linh thạch thượng phẩm, đồng thời bảo vệ Dương tộc. Điều này khiến Dương Vân Sơn ngây ngất. Sau khi Khâu Ngôn trưởng lão đi, chuyện Dương tộc và Diệp tộc liên hôn nhanh chóng truyền khắp Nam Châu, nhất thời có người ghen tị, có người hâm mộ, đương nhiên ghen tị vẫn nhiều hơn. Một người đắc đạo, cả nhà cùng lên trời. Mặc dù có rất nhiều người ghen tị nhưng không ai dám thể hiện ra, dù sao Dương tộc hiện giờ đã có Diệp tộc bảo vệ. Cứ như vậy, 5 năm trôi qua rất nhanh. Lúc đầu Dương tộc kỳ vọng và hy vọng rất lớn vào Dương Huyên, nhưng biểu hiện của Dương Huyên lại bắt đầu khiến cả Dương tộc hoang mang. Bởi vì 5 tuổi rồi mà Dương Huyên vẫn chưa biết nói. Đương nhiên lúc này Dương tộc vẫn phải ổn định, dù sao quý nhân cũng nói chậm. Nhưng chẳng bao lâu, Dương tộc lại không ổn định được nữa. Bởi vì Dương Huyên 10 tuổi vẫn chưa biết nói, không chỉ như vậy, thiên tuyển chi tử này còn không biết tu luyện. Mỗi lần cường giả của Diệp tộc tới dạy Dương Huyên, hắn chỉ im lặng lắng nghe chứ không tu luyện, cũng không lên tiếng, làm cho cường giả của Diệp tộc tức giận suýt thì chửi tục. Bây giờ Dương tộc đã hoàn toàn hoảng loạn rồi. Không chỉ Dương tộc hoảng mà Diệp tộc cũng hơi hoảng. Dù sao Dương Huyên cũng là người họ chọn, sau khi liên hôn hai họ đã tổ chức tiệc lớn, thông báo cho toàn bộ cổ giới. Có thể nói cả cổ giới này đều đã biết Dương Huyên là con rể của Diệp tộc, nếu Dương Huyên là kẻ ngốc thì chẳng phải Diệp tộc sẽ trở thành trò cười cho cả cổ giới hay sao? Do đó, Diệp tộc bắt đầu mời các đại phu tới Dương tộc khám chữa cho Dương Huyên. Nhưng kết quả khiến họ rất khó tiếp nhận, bởi vì thân thể Dương Huyên rất bình thường, không có bất kỳ vấn đề gì và hắn chính là vô địch thánh thể. Nhưng hắn không tu luyện, cũng không nói gì. Sau 2 năm điều trị, Dương Huyên vẫn không tu luyện, cũng không mở miệng nói lời nào. Vì vậy Diệp tộc bắt đầu bỏ cuộc. Một năm sau cũng là khi Dương Huyên 13 tuổi, Diệp tộc bắt đầu ngừng cung cấp tài nguyên tu luyện cho Dương tộc. Mà cũng chính từ năm này, thiếu niên vốn nên là thiên tài tuyệt thế của Dương tộc đã trở thành phế tài tuyệt thế. Phế tài tuyệt thế. Dương tộc bắt đầu từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm. Đặc biệt là những người hâm mộ và ghen tị với họ ban đầu, bây giờ ai nấy đều mừng như điên, một thiên tài tuyệt thế mà lại thành phế tài tuyệt thế, đúng là thú vị. Thời đại nào cũng vậy, kẻ bỏ đá xuống giếng không bao giờ ít. Thích xem thường và chế nhạo người khác cũng không ít, nhưng lúc này vẫn chưa có ai dám nhắm đến nhà họ Dương, vì nhà họ Dương vẫn còn hôn ước với nhà họ Diệp. Nhiều người vẫn còn đang dè chừng điều này. Chớp mắt, Dương Huyên đã 16 tuổi. Năm nay cũng là năm Dương Huyên và Diệp Thanh Nhi thành thân. Mà tất cả mọi người đều đang theo dõi Diệp tộc, xem họ sẽ làm gì. Hủy hôn. Câu chuyện máu chó trong truyền thuyết này có đến với Dương tộc không? Mà nếu Diệp tộc hủy hôn thì Dương tộc sẽ hoàn toàn tan nát. Trong Dương phủ, ở một khoảng sân nào đó, một thiếu niên đang đứng trước một gốc cây, thiếu niên mặc trường bào màu mây, mắt sáng như sao, mũi thẳng dọc dừa, dáng người thẳng tắp. Ngoại hình cũng khá đẹp. Thiếu niên này chính là Dương Huyên. Dương Huyên thẫn thờ nhìn chiếc cây trước mặt, im lặng không nói. Mà hạ nhân xung quanh đã quen với Dương Huyên như vậy nên cũng không thấy gì lạ. Chuyện vị thiếu gia này thích làm nhất ngoài đọc sách thì là ngẩn người, hoặc là cầm kiếm gỗ múa lung tung, miệng lảm nhảm ta là vô địch, người cứ tự nhiên. Nói tóm lại, bây giờ mọi người trong Dương phủ đều đã coi vị thiếu gia này là một kẻ ngốc. Đúng lúc này, Dương Huyên đang đứng trước cây bỗng nhíu mày, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một cô gái váy trắng. Từ khi sinh ra cô gái váy trắng này đã luôn xuất hiện trong đầu hắn, không biết nàng ấy là ai, chỉ cảm thấy là người rất quan trọng với hắn. Ngoài ra trong đầu hắn thi thoảng sẽ lướt qua những khoảng ký ức rời rạc, rất hỗn loạn, không hoàn chỉnh. Hắn biết hắn có thể là một người khác. Hắn là ai? Câu hỏi này đã đi theo hắn suốt 16 năm. Không có câu trả lời.
Như nghĩ tới điều gì, hắn xòe tay phải ra, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Trên thân kiếm có hai chữ, Thanh Huyên. Ngoài ra, hắn không biết gì về nguồn gốc khác của thanh kiếm. Ngay từ đầu thanh kiếm này đã đi theo hắn, hắn cũng thử giao tiếp với nó, nhưng không có phản hồi. Mà thanh kiếm này khá sắc, chặt củi không bao giờ cần chặt tới lần thứ hai. Ngoài ra, không có gì đặc biệt nữa. Đáng nói chính là thỉnh thoảng thanh kiếm này sẽ đột nhiên biến mất, cũng không biết đi nơi nào, nhưng một lúc sau lại quay trở lại, trên thân còn dính máu, giống như là đã giết người. Rất lạ. Đúng lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp từ từ đi tới, bà đi tới trước mặt Dương Huyên, nhìn thiếu niên đang nhíu chặt lông mày, trong mắt bà hiện lên vẻ đau lòng, bà kéo lấy tay thiếu niên, Huyên Nhi, lại đau đầu à con. Dương Huyên khẽ gật đầu, những năm nay, chỉ cần những hình ảnh bí ẩn đó xuất hiện trong đầu là hắn lại đau đầu dữ dội. Người phụ nữ xinh đẹp nói, ta đi mời đại phu. Nói rồi bà quay người định đi, nhưng bị Dương Huyên kéo lại, hắn khẽ lắc đầu, một lúc nữa sẽ ổn thôi. Người phụ nữ xinh đẹp nắm chặt tay Dương Huyên, vừa đau lòng vừa bất lực. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, trong lòng Dương Huyên hơi phức tạp, những năm qua từ sau khi hắn bị Diệp tộc ruồng bỏ, thái độ của người trong tộc với hắn đã hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên, hắn cũng hiểu, dù sao bây giờ hắn đã không còn giá trị gì với Dương tộc nữa, một người không có giá trị đương nhiên sẽ không được người khác chú ý và kính trọng. Hắn rất thản nhiên trước vấn đề này. Chỉ có người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này là khác, từ đầu tới giờ bà chưa từng rời xa hắn. Hơn nữa hắn cũng biết bà rất lo lắng cho hắn, thường xuyên đến điện chúng thần âm thầm cầu nguyện cho hắn. Những năm này, người phụ nữ xinh đẹp này đã già đi rất nhiều. Nghĩ đến đây, Dương Huyên thầm thở dài. Lúc này hắn cảm thấy mình phải thay đổi. Không thể cứ sống trong đờ đẫn thế này nữa. Cho dù quá khứ có thế này thì phải sống tốt hiện tại mới được. Nghĩ thế, Dương Huyên nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, còn muốn đến Diệp tộc. Bà hơi giật mình, sau đó hỏi, đến Diệp tộc. Dương Huyên gật đầu, dựa theo hôn ước thì một tháng nữa là ngày thành hôn của con với Diệp Thanh Nhi cô nương của Diệp tộc, mà bây giờ thành thân đã là chuyện không thể nữa rồi. Vì vậy con muốn chủ động từ hôn, tự bảo vệ mình. Diệp tộc không đưa ra đề nghị hủy hôn, cũng không chèn ép Dương tộc. Nhưng hắn biết nếu hắn không thức thời thì điều duy nhất chờ đợi hắn chính là cái chết. Nhiều khi mình không vẻ vang, người khác sẽ giúp mình vẻ vang. Hủy hôn. Nghe Dương Huyên nói thế, trong mắt người phụ nữ xinh đẹp hiện lên vẻ phức tạp. Thật ra bà đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Diệp tộc là đại gia tộc siêu cấp của huyên giới. Hơn nữa nghe nói Diệp Thanh Nhi cô nương không chỉ khuynh quốc khuynh thành, thiên phú còn yêu nghiệt đáng sợ, tuổi trẻ mà đã không có đối thủ trong số thế hệ trẻ. Bây giờ đã được mệnh danh là thiên tài số một huyên giới. Chồng tương lai của nhân vật thế này sao có thể là người bình thường được? Tuy bà không biết vì sao bây giờ Diệp tộc vẫn chưa hủy hôn, nhưng bà biết nếu Dương tộc không thức thời thì nhất định sẽ có đại họa. Nghĩ đến đây, người phụ nữ xinh đẹp khẽ thở dài, cũng tốt, chúng ta không thể chậm trễ cô nương nhà người ta được nữa. Huyên Nhi, nương cùng con hủy bỏ hôn sự này. Nhưng Dương Huyên lại nói, để con đi một mình đi. Hắn biết lần này đến Diệp tộc có lẽ sẽ không suôn sẻ, cho nên hắn không muốn người trước mắt phải chịu thiệt cùng mình. Người phụ nữ xinh đẹp hơi lo lắng, vẫn muốn nói gì đó nữa nhưng Dương Huyên đã cười bảo, chỉ là hủy hôn thôi, không có việc gì đâu. Bà do dự một chút, đang định nói thì lúc này một ông lão bỗng đi tới, nhìn người phụ nữ xinh đẹp và Dương Huyên, sau đó cung kính hành lễ, thiếu tộc trưởng mời cậu tới một chuyến. Dương Huyên khẽ gật đầu, Nói xong hắn và người phụ nữ xinh đẹp đi về nơi xa. Ông lão nhìn Dương Huyên đã đi xa, khẽ thở dài. Sau khi hai người đi, một thiếu năm 15, 16 tuổi đến bên ông lão, thiếu niên nhìn Dương Huyên rời đi xa rồi hỏi, viễn bá thúc, hắn đã sắp không phải thiếu tộc trưởng nữa rồi, thúc còn tôn trọng hắn làm gì? Viễn bá nhíu mày, vốn định trách móc vài câu, nhưng nghĩ lại khi mình còn trẻ chẳng phải cũng không hiểu gì sao? Nghĩ thế. Viễn bá vỗ vai cháu trai mình, sau đó nghiêm túc nói, cháu phải nhớ chúng ta là hạ nhân, cho dù Dương Huyên thiếu gia thật sự trở thành kẻ vô dụng thì cũng không phải người mà hạ nhân như chúng ta có thể dẫm đạp. Làm người nhất định phải tự nhận rõ vị trí của mình, làm tốt bổn phận của mình, biết chưa? Thiếu niên nói, nhưng bây giờ rất nhiều người đều thầm gọi hắn là thiếu gia vô dụng, nói,
nếu không phải hắn vô dụng thì chắc chắn Diệp tộc sẽ ủng hộ Dương tộc chúng ta, bởi vì bây giờ hắn không phấn đấu nên Diệp tộc không còn ủng hộ Dương tộc chúng ta nữa. Viễn Bá nhàn nhạt nói, người ta dẫm đạp nên cháu cũng muốn dẫm đạp. Thiếu niên hơi cúi đầu, không dám nói nữa. Viễn Bá khẽ thở dài, bao năm qua, nhờ có Diệp tộc nâng đỡ, đúng là Dương tộc đã tốt hơn trước đây rất nhiều. Nhưng cháu có nhớ sở dĩ Diệp tộc giúp đỡ Dương tộc đều là vì Dương Huyên thiếu gia không? Khi ấy mọi người đều nhớ đến điều tốt của Dương Huyên thiếu gia, ai ai cũng tôn trọng cậu ấy, lấy lòng cậu ấy, mà bây giờ cậu ấy sa sút thì mọi người lại bắt đầu trách móc, cười nhạo cậu ấy. Cháu thấy hành vi này có nên không? Thiếu niên suy nghĩ một lúc rồi đáp, không nên ạ. Viễn Bá khẽ gật đầu, trên đời này rất nhiều người hùa theo người khác mà không có chính kiến của mình, giống như rất nhiều hạ nhân trong phủ vậy, bọn họ chẳng thèm nghĩ đến làm vậy là đúng hay sai, bọn họ chỉ thấy người khác dẫm đạp Dương Huyên thiếu gia nên cũng dẫm đạp theo. Nói đến đây, ông hơi lắc đầu, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng bọn họ trào phúng người khác, dẫm đạp người khác cũng không mang lại lợi ích gì cho mình, ngược lại còn có thể tự mình chuốc lấy hậu quả không tốt. Thiếu niên gật đầu, cháu hiểu rồi. Viễn Bá cười, mấy năm nay, tuy thiếu gia không nói gì mấy nhưng mỗi ngày đều đọc sách, loại người này hoặc là thật sự đần độn, là một mọt sách, hoặc là tâm sáng như gương, cái gì cũng hiểu, chỉ là không muốn nói với người khác mà thôi. Đương nhiên những chuyện này đều không liên quan đến chúng ta chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Nói xong ông đưa thiếu niên rời đi. Dương Huyên đi đến một gian đại điện, trong đại điện ngoài tộc trưởng Dương Vân Sơn thì còn có các trưởng lão cốt cán của Dương tộc. Con trai Dương Trinh của Dương Vân Sơn cũng có mặt. Thấy Dương Huyên đến, mọi người trong điện đều tập trung vào hắn. Vẻ mặt ai nấy đều hơi phức tạp. Vô địch thánh thể, đại đạo chi tử. Có thể nói, từ khi Dương Huyên sinh ra, Dương tộc đã kỳ vọng ở hắn rất nhiều. Hắn là niềm hy vọng của Dương tộc. Nhưng không ai ngờ rằng Dương Huyên lại không biết tu luyện, hơn nữa biết chỉ ngu ngốc đọc sách. Trong thế giới cường giả làm vua này, đọc sách có ích gì? Thực lực mới là vương đạo. Dương Vân Sơn nhìn Dương Huyên trước mặt, trong mắt thoáng hiện lên vẻ phức tạp, tiểu Huyên, hôm nay ta gọi con tới là có hai chuyện. Thứ nhất là chuyện hôn ước của con với Diệp tộc. Chúng ta thương lượng rất lâu, cuối cùng quyết định hủy bỏ hôn ước, con thấy thế nào? Dương Huyên khẽ gật đầu, con cũng có ý này. Dương Vân Sơn gật đầu, con không có ý kiến gì là tốt, hôn lễ sắp tới, con. Dương Huyên nói, ngày mai con sẽ khởi hành, đến Diệp tộc để hủy bỏ hôn ước. Dương Vân Sơn nhìn Dương Huyên, gật đầu, được. Nói tới đây ông ta dừng một chút rồi nói tiếp, chuyện thứ hai là vị trí thiếu tộc trưởng. Dương Huyên bỗng nói, tộc trưởng, từ khi con làm thiếu tộc trưởng đến nay không làm được việc gì, là một kẻ tầm thường, không có mặt mũi nào nhận vị trí này. Vì thế hôm nay con xin từ bỏ vị trí thiếu tộc trưởng này, mong tộc trưởng và các vị trưởng lão chọn ra người xứng đáng và có năng lực hơn cho Dương tộc. Dương Huyên vừa nói thế, mọi người trong điện đều sững sờ. Ai cũng hơi bất ngờ. Hiển nhiên là không ai ngờ Dương Huyên sẽ chủ động xin từ bỏ vị trí. Thiếu tộc trưởng Dương tộc không chỉ là một danh xưng, còn có rất nhiều lợi ích, ví dụ như mỗi tháng có 300 viên linh thạch cực phẩm cố định, 10 viên đan dược tu luyện các loại. Đây không phải số tiền nhỏ. Vì vậy mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, không ngờ vị thiếu gia này lại chủ động từ chức, từ bỏ nhiều điều phúc lợi thế này. Dương Vân Sơn nhìn Dương Huyên, thấy hắn bình tĩnh, không hề có vẻ giả đối thì thầm thở dài, nói, duyệt. Dương Huyên khẽ gật đầu. Không nói thêm lời nào, quay người rời đi. Dương Vân Sơn bỗng gọi, khoan đã. Dương Huyên quay đầu nhìn lại, Dương Vân Sơn nói, tuy con đã từ ngôi vị thiếu tộc trưởng, nhưng đãi ngộ của con vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Nghe vậy, tất cả trưởng lão trong đại điện đều thẳng thốt, nhìn Dương Vân Sơn với vẻ khó hiểu. Dương Huyên cũng hơi bất ngờ, hắn muốn nói gì đó nhưng Dương Vân Sơn lại bảo, cứ quyết định vậy đi. Dương Huyên trầm mặc một hồi. Không nói thêm gì nữa, hơi cúi đầu rồi xoay người rời đi. Sau khi Dương Huyên đi, đại trưởng lão của Dương tộc bỗng lên tiếng, tộc trưởng, hắn đã không phải thiếu tộc trưởng nữa rồi mà vẫn hưởng đại ngộ của thiếu tộc trưởng, có phải không thích hợp lắm không? Các trưởng lão khác cũng gật đầu, bày tỏ rằng họ cũng thấy không thích hợp. Dương Vân Sơn hờ hững nhìn mọi người, Dương tộc ta có thể phát triển, trở thành một trong năm gia tộc lớn ở Thiên Thanh Thành này là vì điều gì? Là nhờ sự hỗ trợ của Diệp tộc trong những năm qua,
mà tại sao lại hỗ trợ Dương tộc ta? Chẳng lẽ là vì các vị? Mọi người đều im lặng. Sở dĩ Diệp tộc giúp đỡ Dương tộc đương nhiên là vì Dương Huyên. Dương Vân Sơn khẽ thở dài, đều là người một nhà, làm việc, làm người sao phải làm tuyệt tình quá. Giữ lại một chút đi. Nghe đến đây, mọi người ngừng bàn tán. Đêm đến, Dương Huyên ngồi trên bậc đá trong viện của mình, dựa vào bậc đá, tay cầm cuốn sách cổ, say sưa tập trung đọc. Trong những năm qua, điều hắn yêu thích nhất là đọc sách, đọc tất cả các loại sách. Mà hắn đọc sách, ngoại trừ thích đọc còn muốn tìm hiểu thêm tri thức, còn có một nguyên nhân khác, chính là hắn hy vọng có thể làm rõ được những ký ức vụn vặt trong đầu mình. Bởi vì trong những ký ức vụn vặt đó, hắn mơ hồ nhớ được một số tên người và địa điểm, cho nên hắn muốn xem có thể tìm được manh mối gì từ sách cổ hay không. Thật ra cũng có ích. Bởi vì khi hắn nhìn thấy một cuốn tranh cổ, hắn lại có cảm giác như từng biết nó. Cuốn tranh cổ này có tên là 36 thuật âm dương. Như nghĩ tới điều gì, Dương Huyên cúi đầu nhìn kiếm Thanh Huyên bên cạnh, sau đó nói, trong sách cổ có ghi thần kiếm có linh, có thể nói tiếng người, hóa thành hình người. Kiếm Thanh Huyên, thi thoảng ngươi lại tự bay đi, chắc là có linh đúng không? Kiếm Thanh Huyên không có phản ứng. Dương Huyên cầm kiếm Thanh Huyên lên, quan sát tỉ mỉ một lúc, trong mắt là vẻ tò mò. Kiếm Thanh Huyên này thật sự hơi kỳ lạ, thi thoảng sẽ bay đi, thi thoảng sẽ lại bay về, xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa nó còn rất sắc bén. Hắn đã từng dùng nó chém huyền thiết, mà huyền thiết cứng như vậy ở trước kiếm Thanh Huyên cũng chỉ mỏng manh như miếng đậu phụ. Vậy nên hắn chắc chắn kiếm Thanh Huyên này là thần kiếm. Chỉ là có thể nó vẫn chưa thực sự coi hắn là chủ. Nghĩ đến đây, Dương Huyên bỗng cắn ngón tay, sau đó nhỏ một giọt tinh huyết vào kiếm Thanh Huyên, quan sát nó thật kỹ, không dám thở mạnh. Nhỏ máu nhận chủ, đây là phương pháp cổ xưa mà hắn đọc được từ sách cổ. Kiếm Thanh Huyên. Sau khi nhìn chằm chằm vào nó một lúc, Dương Huyên phát hiện không có tác dụng gì cả. Thấy vậy hắn nhíu mày, lẽ nào phương pháp không đúng? Trước thềm đá, Dương Huyên nhìn chằm chằm kiếm Thanh Huyên, trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, kiếm Thanh Huyên đột nhiên khẽ rung lên. Nhìn thấy cảnh này, tim Dương Huyên bỗng đập nhanh, hắn vội vàng đứng dậy. Nhưng lúc này kiếm Thanh Huyên bỗng hóa thành một luồng kiếm quang. Biến mất ở nơi sâu trong tinh không. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Dương Huyên lập tức cứng ngắc. Kiếm lại chạy rồi. Dương Huyên lắc đầu cười, cũng không biết nó đi đâu nữa. Không suy nghĩ nhiều, hắn nằm xuống bậc đá, tiếp tục đọc sách. Ngày hôm sau, khi Dương Huyên tỉnh dậy thì kiếm Thanh Huyên đã quay trở lại bên hắn. Nhìn kiếm Thanh Huyên trước mặt, Dương Huyên mỉm cười, đứng dậy đánh răng rửa mặt sau đó rời khỏi Dương tộc. Trên đường đi, không ít người của Dương tộc nhìn thấy hắn rồi xì xào bàn tán. Dương Huyên không để tâm. Người đi trà nguội là chuyện rất bình thường, không có gì phải nghĩ quẩn cả. Dương Huyên một mình rời khỏi Dương tộc, sau đó đến Diệp tộc. Huyên giới có ba châu lớn, lần lượt là Nam Châu, Bắc Châu và Trung Châu. Mà Diệp tộc nằm ở Trung Châu của Huyên giới, và Trung Châu là châu phồn hoa nhất Huyên giới. Từ Nam Châu đến Trung Châu cần đi thuyền bay. Không lâu sau, Dương Huyên đến thương hội Vân Khởi của thành, trả 300 linh thạch xong, hắn lên thuyền bay đi đến Trung Châu. Dương Huyên đứng ở mũi thuyền bay, nhìn Thiên Thanh thành càng lúc càng nhỏ phía dưới, không khỏi xúc động. Mười mấy năm qua, vì những ký ức vụn vặt trong đầu mà hắn đờ đẫn ngờ nghịch, vì hắn quá muốn làm rõ rốt cuộc mình là ai. Trước đây hắn là ai có quan trọng không? Dương Huyên lắc đầu cười. Sống tốt hiện tại mới là quan trọng nhất. Thế, lúc này, một tiếng hô ngạc nhiên bỗng vang lên phía sau Dương Huyên, Dương Huyên, là ngươi à? Nghe vậy, Dương Huyên quay người nhìn lại, trước mặt hắn cách đó không xa có hai người, một nam một nữ, nam mặc áo bào trắng, phong độ nhẹ nhàng, nữ mặc váy dài màu xanh, dung mạo tuyệt đẹp. Nhìn thấy hai người, trong mắt Dương Huyên hiện lên vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn không biết bọn họ. Thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Dương Huyên, người đàn ông áo bào trắng cười bảo, hắn không biết chúng ta. Cô gái nhàn nhạt nhìn Dương Huyên, không nói gì. Dương Huyên hỏi, hai vị là ai? Người đàn ông mặc áo bào trắng đáp, Dương Huyên, ta là người của nhà họ Mạc, cô nương bên cạnh đây là Lý đại tiểu thư của nhà họ Lý. Nhà họ Mạc, nhà họ Lý. Đương nhiên Dương Huyên biết nhà họ Mạc và nhà họ Lý, Thiên Thanh Thành có 5 gia tộc lớn.
mà nhà họ Lý và nhà họ Mạc là một trong số đó. Người đàn ông áo trắng cười nửa miệng nhìn Dương Huyên, không ngờ chúng ta lại có thể gặp được người thiên mệnh trong truyền thuyết ở đây. Người thiên mệnh, lời này vừa nói ra, những hành khách khác trên thuyền bay lập tức chuyển ánh mắt sang bên này. Dương Huyên nhìn người đàn ông áo trắng, trong lòng hơi khó hiểu, quan hệ giữa nhà họ Dương và nhà họ Mạc vẫn luôn rất tốt, tại sao đối phương lại cố ý nhằm vào hắn. Lúc này người đàn ông áo trắng lại cười bảo, Dương Huyên, năm xưa cha đến nhà họ Dương của ngươi muốn được kết thông gia với nhà họ Dương, tiếc là khi ấy nhà họ Dương coi thường nhà họ Lý, thằng thường từ chối, cũng may khi ấy nhà họ Dương không ưng nhà họ Lý, nếu không bây giờ đã bị ngươi làm lỡ dở rồi. Nghe vậy, Dương Huyên lập tức hiểu ra. Rõ ràng người đàn ông áo trắng này đang lên tiếng bất bình thay cho Lý Dương Huyên nhìn Lý bên cạnh, trên mặt cô gái là nụ cười nhạt. Dương Huyên suy nghĩ một lúc rồi bảo, cô nương, năm xưa chúng ta đều là trẻ sơ sinh, chuyện hôn ước chúng ta đều không thể quyết định, nếu vì ta mà gây rắc rối cho cô thì ta xin lỗi. Lý nhìn Dương Huyên với vẻ hơi tò mò, nghe đồn Diệp công tử đại đạo chi tử này không giỏi ăn nói, tính cách đần độn, nhưng bây giờ có vẻ như tin đồn này là giả. Dương Huyên lại nhìn người đàn ông áo trắng, Mạc công tử, thục nữ hiểu điệu quân tử nào chẳng thích. Có thể nhìn ra được Mạc công tử thích cô nương. Nhưng chuyện giữa ta và cô nương chỉ có thể nói là chuyện nhỏ, thật sự không cần chuyện bé xé ra to đào sâu mâu thuẫn, vì vậy chúng ta bỏ qua chuyện này được không? Nghe Dương Huyên nói thế, người đàn ông áo trắng cười khẩy, Dương công tử đang trách ta sao? Dương Huyên bình tĩnh nói, Mạc công tử hiểu lầm rồi, ta chỉ thấy không cần bởi vì chuyện nhỏ này mà khiến mọi người không vui thôi. Người đàn ông áo trắng nhìn Dương Huyên đăm đăm, Diệp công tử, bây giờ ngươi đang khiến ta không vui đấy, ta thấy ngươi phải xin lỗi ta, nếu không đừng trách ta. Ngón tay cái bên trái của Dương Huyên đột nhiên chạm vào chuôi kiếm. Vút, kiếm thanh huyên bay ra, kiếm quang lóe lên, người đàn ông áo trắng còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bay xa mấy trượng. Mọi người như hóa đá. Dương Huyên nhàn nhạt nhìn đầu người đang lăn lông lốc phía xa, ánh mắt bình tĩnh. Đối với hắn, cách trực tiếp nhất để giải quyết mâu thuẫn là trở mặt. Không học được cách trở mặt thì phải chịu sự vô liêm sỉ không có giới hạn của người khác, lương thiện phải có sắc bén, nếu không sẽ là kẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt. Dương Vân Sơn hờ hững nhìn mọi người, Dương tộc ta có thể phát triển, trở thành một trong năm gia tộc lớn ở Thiên Thanh Thành này là vì điều gì? Là nhờ sự hỗ trợ của Diệp tộc trong những năm qua, mà tại sao lại hỗ trợ Dương tộc ta? Chẳng lẽ là vì các vị? Mọi người đều im lặng. Sở dĩ Diệp tộc giúp đỡ Dương tộc đương nhiên là vì Dương Huyên. Dương Vân Sơn khẽ thở dài, đều là người một nhà, làm việc, làm người sao phải làm tuyệt tình quá. Giữ lại một chút đi. Nghe đến đây, mọi người ngừng bàn tán. Đêm đến, Dương Huyên ngồi trên bậc đá trong viện của mình, dựa vào bậc đá, tay cầm cuốn sách cổ, say sưa tập trung đọc. Trong những năm qua, điều hắn yêu thích nhất là đọc sách. Đọc tất cả các loại sách. Mà hắn đọc sách, ngoại trừ thích đọc còn muốn tìm hiểu thêm tri thức, còn có một nguyên nhân khác, chính là hắn hy vọng có thể làm rõ được những ký ức vụn vặt trong đầu mình. Bởi vì trong những ký ức vụn vặt đó, hắn mơ hồ nhớ được một số tên người và địa điểm, cho nên hắn muốn xem có thể tìm được manh mối gì từ sách cổ hay không. Thật ra cũng có ích. Bởi vì khi hắn nhìn thấy một cuốn tranh cổ, hắn lại có cảm giác như từng biết nó. Cuốn tranh cổ này có tên là 36 thuật âm dương. Như nghĩ tới điều gì, Dương Huyên cúi đầu nhìn kiếm thanh huyên bên cạnh, sau đó nói, trong sách cổ có ghi thần kiếm có linh, có thể nói tiếng người, hóa thành hình người. Kiếm thanh huyên, thi thoảng ngươi lại tự bay đi, chắc là có linh đúng không? Kiếm thanh huyên không có phản ứng. Dương Huyên cầm kiếm thanh huyên lên, quan sát tỉ mỉ một lúc, trong mắt là vẻ tò mò. Kiếm thanh huyên này thật sự hơi kỳ lạ. Thi thoảng sẽ bay đi, thi thoảng sẽ lại bay về, xuất quỷ nhập thần, hơn nữa nó còn rất sắc bén. Hắn đã từng dùng nó chém huyền thiết, mà huyền thiết cứng như vậy ở trước kiếm thanh huyên cũng chỉ mỏng manh như miếng đậu phụ. Vậy nên hắn chắc chắn kiếm thanh huyên này là thần kiếm. Chỉ là có thể nó vẫn chưa thực sự coi hắn là chủ. Nghĩ đến đây, Dương Huyên bỗng cắn ngón tay, sau đó nhỏ một giọt tinh huyết vào kiếm thanh huyên, quan sát nó thật kỹ, không dám thở mạnh. Nhỏ máu nhận chủ, đây là phương pháp cổ xưa mà hắn đọc được từ sách cổ. Kiếm thanh huyên.
Sau khi nhìn chằm chằm vào nó một lúc, Dương Huyên phát hiện không có tác dụng gì cả. Thấy vậy hắn nhíu mày, lẽ nào phương pháp không đúng? Trước thềm đá, Dương Huyên nhìn chằm chằm kiếm Thanh Huyên, trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, kiếm Thanh Huyên đột nhiên khẽ rung lên. Nhìn thấy cảnh này, tim Dương Huyên bỗng đập nhanh, hắn vội vàng đứng dậy. Nhưng lúc này kiếm Thanh Huyên bỗng hóa thành một luồng kiếm quang, biến mất ở nơi sâu trong tinh không. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Dương Huyên lập tức cứng ngắc. Kiếm lại chạy rồi. Dương Huyên lắc đầu cười, cũng không biết nó đi đâu nữa. Không suy nghĩ nhiều, hắn nằm xuống bậc đá, tiếp tục đọc sách. Ngày hôm sau, khi Dương Huyên tỉnh dậy thì kiếm Thanh Huyên đã quay trở lại bên hắn. Nhìn kiếm Thanh Huyên trước mặt, Dương Huyên mỉm cười, đứng dậy đánh răng rửa mặt sau đó rời khỏi Dương tộc. Trên đường đi, không ít người của Dương tộc nhìn thấy hắn rồi xì xào bàn tán. Dương Huyên không để tâm. Người đi trà nguội là chuyện rất bình thường, không có gì phải nghĩ quẩn cả. Dương Huyên một mình rời khỏi Dương tộc, sau đó đến Diệp tộc. Huyên giới có ba châu lớn, lần lượt là Nam Châu, Bắc Châu và Trung Châu. Mà Diệp tộc nằm ở Trung Châu của Huyên giới, và Trung Châu là châu phồn hoa nhất Huyên giới. Từ Nam Châu đến Trung Châu cần đi thuyền bay. Không lâu sau, Dương Huyên đến thương hội Vân Khởi của thành, trả 300 linh thạch xong, hắn lên thuyền bay đi đến Trung Châu. Dương Huyên đứng ở mũi thuyền bay, nhìn Thiên Thanh thành càng lúc càng nhỏ phía dưới, không khỏi xúc động. Mười mấy năm qua, vì những ký ức vụn vặt trong đầu mà hắn đờ đẫn ngờ nghịch, vì hắn quá muốn làm rõ rốt cuộc mình là ai. Trước đây hắn là ai có quan trọng không? Dương Huyên lắc đầu cười, sống tốt hiện tại mới là quan trọng nhất. Thế, lúc này, một tiếng hô ngạc nhiên bỗng vang lên phía sau Dương Huyên, Dương Huyên, là ngươi à? Nghe vậy, Dương Huyên quay người nhìn lại, trước mặt hắn cách đó không xa có hai người, một nam một nữ, nam mặc áo bào trắng, phong độ nhẹ nhàng, nữ mặc váy dài màu xanh, dung mạo tuyệt đẹp. Nhìn thấy hai người, trong mắt Dương Huyên hiện lên vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn không biết bọn họ. Thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Dương Huyên, người đàn ông áo bào trắng cười bảo, hắn không biết chúng ta. Cô gái nhàn nhạt nhìn Dương Huyên, không nói gì. Dương Huyên hỏi, hai vị là ai? Người đàn ông mặc áo bào trắng đáp, Dương Huyên, ta là người của nhà họ Mạc, cô nương bên cạnh đây là Lý đại tiểu thư của nhà họ Lý. Nhà họ Mạc, nhà họ Lý. Đương nhiên Dương Huyên biết nhà họ Mạc và nhà họ Lý, Thiên Thanh Thành có 5 gia tộc lớn, mà nhà họ Lý và nhà họ Mạc là một trong số đó. Người đàn ông áo trắng cười nửa miệng nhìn Dương Huyên, không ngờ chúng ta lại có thể gặp được người thiên mệnh trong truyền thuyết ở đây. Người thiên mệnh. Lời này vừa nói ra, những hành khách khác trên thuyền bay lập tức chuyển ánh mắt sang bên này. Dương Huyên nhìn người đàn ông áo trắng, trong lòng hơi khó hiểu, quan hệ giữa nhà họ Dương và nhà họ Mạc vẫn luôn rất tốt, tại sao đối phương lại cố ý nhằm vào hắn. Lúc này người đàn ông áo trắng lại cười bảo, Dương Huyên, năm xưa cha đến nhà họ Dương của ngươi muốn được kết thông gia với nhà họ Dương, tiếc là khi ấy nhà họ Dương coi thường nhà họ Lý, thằng thường từ chối, cũng may khi ấy nhà họ Dương không ưng nhà họ Lý, nếu không bây giờ đã bị ngươi làm lỡ dở rồi. Nghe vậy, Dương Huyên lập tức hiểu ra. Rõ ràng người đàn ông áo trắng này đang lên tiếng bất bình thay cho Lý Dương Huyên nhìn Lý bên cạnh, trên mặt cô gái là nụ cười nhạt. Dương Huyên suy nghĩ một lúc rồi bảo, cô nương, năm xưa chúng ta đều là trẻ sơ sinh, chuyện hôn ước chúng ta đều không thể quyết định, nếu vì ta mà gây rắc rối cho cô thì ta xin lỗi. Lý nhìn Dương Huyên với vẻ hơi tò mò, nghe đồn Diệp công tử đại đạo chi tử này không giỏi ăn nói, tính cách đần độn, nhưng bây giờ có vẻ như tin đồn này là giả. Dương Huyên lại nhìn người đàn ông áo trắng, Mạc công tử, thục nữ hiểu điệu quân tử nào chẳng thích. Có thể nhìn ra được Mạc công tử thích cô nương. Nhưng chuyện giữa ta và cô nương chỉ có thể nói là chuyện nhỏ, thật sự không cần chuyện bé xé ra to đào sâu mâu thuẫn, vì vậy chúng ta bỏ qua chuyện này được không? Nghe Dương Huyên nói thế, người đàn ông áo trắng cười khẩy, Dương công tử đang trách ta sao? Dương Huyên bình tĩnh nói, Mạc công tử hiểu lầm rồi, ta chỉ thấy không cần bởi vì chuyện nhỏ này mà khiến mọi người không vui thôi. Người đàn ông áo trắng nhìn Dương Huyên đăm đăm, Diệp công tử, bây giờ ngươi đang khiến ta không vui đấy, ta thấy ngươi phải xin lỗi ta, nếu không đừng trách ta.
Ngón tay cái bên trái của Dương Huyên đột nhiên chạm vào chuôi kiếm. Vút! Kiếm Thanh Huyên bay ra, kiếm quang lóe lên, người đàn ông áo trắng còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bay xa mấy trượng. Mọi người như hóa đá. Dương Huyên nhàn nhạt nhìn đầu người đang lăn lông lốc phía xa, ánh mắt bình tĩnh. Đối với hắn, cách trực tiếp nhất để giải quyết mâu thuẫn là trở mặt. Không học được cách trở mặt thì phải chịu sự vô liêm sỉ không có giới hạn của người khác, lương thiện phải có sắc bén, nếu không sẽ là kẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt. Lập tức diệt gọn. Dương Huyên bỗng ra tay, khiến mọi người trong sân đều ngây người như phỗng. Một lời không hợp thì giết người người. Lý U U cũng trợn tròn hai mắt, ánh mắt vô cùng khó tin, nàng ta kinh sợ vì Dương Huyên một lời không hợp đã giết người, mà cũng kinh sợ vì thực lực của Dương Huyên. Phải biết rằng, Mạc công tử này là cao thủ tông sư cảnh đấy. Mà hắn ta lại bị diệt gọn rồi sao? Không phải nói vị Dương công tử này không biết tu luyện, là một phế vật hay sao? Trong lúc mọi người kinh sợ, Dương Huyên đã đi đến trước thi thể của Mạc công tử kia, sau đó rất thành thạo lấy nhẫn chứa đồ trên tay xuống, rồi bỏ vào trong túi. Mọi người! Dương Huyên bỗng nhìn sang Lý U U ở bên cạnh, thấy Dương Huyên nhìn sang, vẻ mặt Lý U U bỗng chốc thay đổi, theo bản năng lùi lại vài bước. Lúc này, tâm trạng nàng ta như mưa rông gió bão, bởi vì sự thật trước mắt nói cho nàng ta biết, vị Dương công tử này căn bản không phải phế vật, không những không phải phế vậy, mà thực lực còn cực kỳ đáng sợ. Dương Huyên nhìn Lý U U, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, U U cô nương, ta có một chuyện này không hiểu được, ngươi và ta không thù không oán, tại sao phải xúi dục Mạc công tử ức hiếp ta? Lý U U vội nói, Diệp công tử chớ có hiểu lầm. Hành động của Mạc công tử không liên quan đến ta, đều là hành vi cá nhân của hắn. Dương Huyên nhìn Lý U U chằm chằm, không nói gì. Lý U U sợ hãi trong lòng, bởi vì nàng ta cảm nhận được một luồng thế đáng sợ, sức ép vô hình khiến nàng ta cảm giác nghẹt thở như bị dìm dưới nước. Mà lúc này, Dương Huyên bỗng rời mắt, bình tĩnh nói, U U cô nương, chuyện này dừng tại đây. Nói rồi, hắn quay người rời đi. Thấy vậy, Lý U U bỗng chốc thở pháo một hơi, như bỏ được gánh nặng. Khoảnh khắc vừa này, nàng ta cảm nhận được sự lạnh lẽo từ trong tận xương cốt. Người đàn ông trước mắt này, lại muốn giết nàng ta. Không phải nói vị Dương công tử này là phế vật sao? Lý U U nhíu chặt mày. Dương Huyên sau khi trở về phòng mình thì ngồi trên giường, hai tay chậm rãi tạo kết ấn. Tu luyện. Đương nhiên là hắn có thể tu luyện, hơn nữa. So với người khác còn tu luyện nhanh hơn nhiều. Cảnh giới võ đạo huyền giới chia làm 9 cấp, sau 9 cấp thì là tông sư, mà sau tông sư là đại tông sư, sau đại tông sư là thần biến cảnh, sau đó nữa là thiên nhân cảnh và pháp tướng cảnh. Mà hiện tại hắn là thần biến cảnh. Sở dĩ hắn tu luyện nhanh như vậy, hoàn toàn là vì trong đầu hắn có một công pháp thần bí, cũng chính là công pháp hiện tại hắn đang tu luyện, vũ trụ quan huyên pháp. Từ nhỏ hắn đã tu luyện theo công pháp này, vì tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Còn về công pháp này là cấp bậc gì, hắn cũng không biết. Lúc trước, sở dĩ cao thủ Diệp tộc đến dạy hắn bị hắn làm cho tức giận bỏ đi, không phải vì hắn không muốn học, mà là các cao thủ Diệp tộc đến dạy hắn thực sự cấp bậc quá thấp, thấp đến mức hắn hoàn toàn không có hứng thú học. Mà bởi vì những ký ức vụn vặt trong đầu hắn thực sự quá kinh ngạc, vì vậy hắn cũng không dám để lộ ra ngoài. Không những vậy, thực lực cũng phải che giấu. Thất phu vô tội, tài giỏi có tội. Lúc không có thực lực tuyệt đối, làm người thì vẫn phải khiêm tốn chút. Dù sao, hiện tại hắn rất yếu, hơn nữa, Dương tộc cũng rất yếu, nếu quá kinh hãi thế tục thì bản thân dễ rước họa vào thân. Như nghĩ đến gì đó, Dương Huyên bỗng nhìn kiếm Thanh Huyên trước mặt, rơi vào trầm mặc. Vừa nãy là lần đầu tiên hắn giết người. Thế nhưng... hắn cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Như vậy bình thường sao? Chắc chắn không bình thường. Dương Huyên nhíu chặt mày, chẳng lẽ bản thân trước kia không phải người tốt? Dương Huyên lắc đầu khẽ cười, không nghĩ nhiều thêm. Mấy năm nay, bản thân bởi vì quá để ý đến chuyện quá khứ, vì vậy cứ sống ngơ ngơ dại dại, bỏ phí biết bao năm tháng. Hiện tại, hắn không muốn bởi vì quá khứ mà ảnh hưởng đến bản thân. Sau khi từ hôn, hắn muốn đi khắp nơi nhìn ngắm thử xem. Dương Huyên thôi nghĩ ngợi, bắt đầu tu luyện. Hai canh giờ trôi qua. Buổi đêm, Dương Huyên rời phòng, lên thuyền bay, sao đầy trời, ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống,
áo lên một lớp màu bạc lên thuyền bay. Dương Huyên nhìn tinh không vô biên kia, tự cảm thấy mình nhỏ bé, lại cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ về tinh không vô biên kia. Tất thảy những thứ này, thật sự là do thần tạo ra sao? Hắn đã đọc thần tịch của chúng thần điện, trong thần tịch nói, mọi thứ trên thế gian này, đều do thần tạo ra. Chúng thần điện, đây là thế lực lớn mạnh nhất của huyền giới, không có ai khác, hắn chính là thế lực mạnh nhất, bất kỳ thế gia hay tông môn nào, cũng phải được sự cho phép từ chúng thần điện, thì mới có thể tồn tại ở huyền giới này. Một vài đế quốc lớn mạnh khác, tân hoàng thượng nhiệm nhất định phải được đích thân giáo chủ đăng cơ, nếu không, hoàng đế như ngươi sẽ không hợp pháp. Thần quyền trên hoàng quyền, ngự trị mọi thứ. Dương công tử. Ngay lúc này, một âm thanh bỗng vang lên từ bên cạnh. Dương Huyên thôi nghĩ, quay đầu nhìn sang, cách đó không xa có một cô gái đang đứng, chính là Lý U U. Lúc này Lý U U mặc một bộ váy dài màu trắng, khoác một bộ tuyết bào bên ngoài, tóc dài búi cao thành tóc đuôi ngựa, tư thế hiên ngang oai hùng. Vẻ ngoài Lý U U đương nhiên là xinh đẹp, phải biết rằng, nàng ta ở thanh thành này được xưng là đệ nhất mỹ nữ. Dương Huyên thôi nghĩ, khẽ cười nói, U U cô nương. Lý U U chậm rãi bước đến trước mặt Dương Huyên, nàng ta nhìn Dương Huyên chằm chằm, Dương công tử lần này là đến Trung Châu. Dương Huyên gật đầu. Lý U U hỏi, thành hôn. Dương Huyên lắc đầu, từ hôn. Nghe vậy, ánh mắt Lý U U bỗng có chút kinh ngạc, từ hôn. Dương Huyên gật đầu. Lý U U không hiểu, tại sao chứ? Dương Huyên cười nói, người đơn bạc bất tài như vậy, sao dám làm lỡ người? Lý U U lắc đầu khẽ cười, Dương công tử chớ khiêm tốn như vậy, người có thể một kiếm giết chết Mạc công tử, vậy chứng minh ít nhất người cũng là đại tông sư cảnh, trẻ tuổi như vậy mà đã đạt đến đại tông sư cảnh, chớ có nói ở thiên thanh thành chúng ta, dù ở cả huyền giới này, cũng là tuyệt thế thiên tài hiếm có. Dương Huyên bỗng hỏi, U U cô nương có chuyện gì? Lý U U như tức giận nói, thế nào, không có chuyện thì không thể đến tìm ngươi. Dương Huyên khẽ cười, sau đó quay người nhìn về phía xa. Thấy Dương Huyên như vậy, Lý U U nhíu chặt mày, tên đàn ông này có ý gì? Lý U U nói, Dương công tử. Dương Huyên bỗng nói, U U cô nương, nếu không có chuyện gì, thì ta đi nghỉ ngơi đây. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thấy Dương Huyên rời đi, Lý U U lập tức sững sờ tại chỗ. Không quan tâm đến bản thân nàng ta. Lúc trước nàng ta đi đến bất cứ nơi nào, bên cạnh đều không thiếu đàn ông nịnh hót lấy lòng, chỉ cần nàng ta sử dụng chút thủ đoạn, thì những tên đàn ông đó sẽ tình nguyện vì nàng ta xông pha khói lửa, thể hiện bản thân. Mà người đàn ông trước mắt này lại không quan tâm đến nàng ta. Lý U U khẽ cười, đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao. Vài năm nay, đàn ông theo đuổi nàng ta không ít, thủ đoạn theo đuổi gì nàng ta cũng đã gặp, kể cả lạt mềm buộc chặt. Lý U U khẽ nhếch miệng, thú vị đấy. Dương Huyên đương nhiên không có suy nghĩ gì với Lý U U, qua lại với Lý U U không nhiều, nhưng từ chuyện của Mạc công tử lúc trước thì có thể nhìn ra được, cô gái này không lương thiện. Sở dĩ Mạc công tử kia nhắm vào bản thân hắn, chắc chắn là vì lấy lòng nàng ta, mà nàng ta vốn có thể ngăn cản, nhưng từ đầu tới cuối, nàng ta đều không lên tiếng ngăn lại, cứ để mặc Mạc công tử nhắm vào bản thân hắn, mà sau khi Mạc công tử kia chết, cô gái này lại lập tức phủi sạch quan hệ với đối phương. Loại phụ nữ như vậy, trời xanh tính tình lạnh nhạt, tâm không thiệt, không thể kết giao. Ngay lúc này, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn bỗng rung lên, sau đó bỗng chốc biến mất không thấy dấu. Lại đi rồi. Dương Huyên có chút ngờ vực, kiếm Thanh Huyên này rốt cuộc là đi đâu? Cứ bí ẩn như vậy. Không nghĩ nhiều, Dương Huyên tiếp tục tu luyện. Hôm sau, khi Dương Huyên tỉnh lại, kiếm Thanh Huyên đã quay về. Dương Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trước mặt, sau đó nói, Thanh Huyên, ngươi có thể nói ta biết là ngươi đi đâu không? Hắn thật sự rất tò mò. Kiếm Thanh Huyên khẽ rung lên, như đang bày tỏ gì đó. Dương Huyên ngẫm nghĩ, sau đó chỉ vào mặt đất, viết ra. Kiếm Thanh Huyên bay đến mặt đất, sau đó khắc chữ mượn thật lớn dưới đất. Dương Huyên nhíu mày, ngươi nói là, có người mượn ngươi đi. Kiếm Thanh Huyên khẽ rung lên. Dương Huyên lập tức đen mặt, bản thân hắn không có kiếm sao? Sao cứ mượn kiếm của ta vậy? Kiếm Thanh Huyên. Dương Huyên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, lần tới khi ngươi bị mượn đi, ngươi có thể nói với người mượn kiếm, mỗi lần cho chút lợi ích không?
Ngược kiếm không phải không thể, nhưng, ít nhiều gì thì ngươi cũng phải cho chút lợi lộc chứ. Kiếm Thanh Huyên. 10 ngày sau. Bởi vì thuyền bay phải bổ sung nguyên khí, vì vậy, thuyền bay phải dừng lại nửa ngày ở Nguyên Võ Thành. Dương Huyên đi xuống thuyền, đương nhiên hắn cũng phải bổ sung chút ít, với thực lực hiện tại của hắn, vẫn phải ăn uống đôi chút. Nguyên Võ Thành lớn hơn nhiều so với Thiên Thanh Thành, cũng xa hoa hơn, người trong thành đông như nước, xe ngựa đông nghịt, rất náo nhiệt. Dương Huyên đến trước một tiệm mì trong thành, hắn ngồi xuống, sau đó nói, ông chủ, cho một bát mì. Ông chủ tiệm mì cười nói, có ngay. Rất nhanh sau đó, một bát mì nóng hổi đã được bưng ra. Dương Huyên đang định ăn nhưng lúc này, một mùi hương xộc đến, Dương Huyên ngẩng đầu, một cô gái đã ngồi xuống trước mặt hắn. Chính là Lý U U kia. Dương Huyên có chút bất ngờ, U U cô nương. Lý U U cười nói, Dương công tử, ta vài người bạn làm tiệc đón gió tẩy trần cho ta ở Tân Nguyệt Các, cùng đi không? Dương Huyên cười nói, thôi vậy, lát nữa ta còn có chuyện. Lý U U chớp mắt, chuyện gì? Dương Huyên, một vài chuyện vặt. Lý U U nhìn Dương Huyên, vẻ mặt ảm đạm, Dương công tử không muốn đi cùng ta, nên mới lấy cái cớ này. Dương Huyên buông đũa xuống, sau đó nói, U U cô nương, ta không thích mấy nơi ồn ào như vậy. Lý U U cười nói, nhưng mấy người bạn ta muốn làm quen với Dương công tử. Dương Huyên bình tĩnh nói, ta không muốn làm quen bọn họ. Lý U U sững sờ, nàng ta không ngờ Dương Huyên sẽ nói như vậy. Dương Huyên tiếp tục ăn mì. Xã giao vô nghĩa, chỉ bằng cứ một mình mà chất lượng. Lý U U nhìn Dương Huyên trước mặt, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng ta có thể cảm nhận được, người đàn ông trước mặt này không hứng thú với nàng ta, chắc chắn không phải là giả vờ. Bản thân còn coi thường người ta. Nghĩ đến đây, Lý U U thở dài trong lòng, khẽ đứng dậy, Dương công tử, làm phiền rồi. Nói rồi, nàng ta quay người rời đi. Còn làm phiền nữa thì không được lịch sự lắm. Dương Huyên ăn mì xong, cũng đứng dậy rời đi. Sau khi mua một vài đồ dùng sinh hoạt trong thành thì hắn lại quay về thuyền bay, mà hắn phát hiện ra, Lý U U kia cũng đã quay về thuyền bay. Dương Huyên có chút nghi hoặc, chẳng phải đối phương tham gia tiệc rồi sao? Trong lúc Dương Huyên đang nghi hoặc thì thuyền bay khởi động, sau đó, một nhân viên thuyền bay đi đến, các vị, chúng ta vừa nhận được tin tức, trong thành e rằng có biến, vì vậy, chúng ta phải lập tức khởi hành. Trong thành e rằng có biến. Dương Huyên nhíu mày. Trong lúc mọi người nghi hoặc, một tiếng cười lớn bỗng vang lên từ xa. Nghe thấy tiếng cười nói, vẻ mặt ông lão nhân viên thuyền bay lập tức trở nên trắng nhợt. Mọi người quay đầu nhìn lại, nơi đó có mấy cao thủ đeo mặt nạ xông lên, kỵ binh đeo mặt nạ cũng đều mặc áo bào đen, chỗ ngực trái có khắc một ấn ký đỏ máu. Nhìn thấy ấn ký đỏ máu, vẻ mặt Lý U U bỗng chốc thay đổi, giáo đồ dị giáo. Dương Huyên cũng nhíu chặt mày. Dị giáo. Đây là thế lực vô cùng tà ác của huyền giới, giáo đồ ở khắp mọi nơi, thế lực cực kỳ hùng mạnh. Sau này nơi này lại có dị giáo đô. Dương Huyên có chút nghi hoặc trong lòng. Phải biết rằng, dị giáo là ở Trung Châu. Hắn nhìn xung quanh, ngoại trừ thuyền bay của bọn họ, những thuyền bay khác dừng lại bổ sung nguyên khí cũng đều có giáo đồ dị giáo. Ước chừng hơn 100 giáo đồ dị giáo. Ngay lúc này, giáo đồ dị giáo đứng đầu ở phía xa kia bỗng cười ha ha, các vị, chúng ta chỉ cướp của, không lấy mạng, các vị chỉ cần bỏ nhẫn chứa đồ ra, thì có thể sống sót. Bỏ nhẫn chứa đồ. Nghe vậy, mọi người trên thuyền bay khi biết được những người này là dị giáo đồ, thì căn bản không dám có suy nghĩ phản kháng gì, lập tức giao ra nhẫn chứa đồ của mình. So với tài vật, đương nhiên tính mạng quan trọng hơn. Nhìn thấy mọi người ngoan ngoãn giao ra nhẫn chứa đồ. Giáo đồ dị giáo đứng đầu bỗng nhếch miệng cười, những người này, đúng là nghe lời thật. Chỉ cần nhẫn chứa đồ, không giết người, lời này mà bọn họ cũng tin. Đúng là nực cười. Đúng là không biết còn có câu diệt cỏ diệt tận gốc sao. Mọi người ngoan ngoãn bỏ nhẫn chứa đồ, sau đó mười mấy giáo đồ dị giáo lập tức tiến lên trước lấy nhẫn chứa đồ, lúc mấy tên giáo đồ dị giáo trong đó đến trước mặt Dương Huyên và Lý U U cũng giao ra nhẫn chứa đồ. Thế nhưng, lúc giao nhẫn chứa đồ ra, nàng ta lại quay đầu nhìn Dương Huyên, như đang mong đợi gì đó. Thế nhưng, Dương Huyên cũng thành thật giao nhẫn chứa đồ ra. Thấy vậy, ánh mắt Lý U U có chút thất vọng.
Còn tên giáo đồ dị giáo cũng sau khi thu thập xong nhẫn chứa đồ, ánh mắt lại nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Dương Huyên. Tên giáo đồ dị giáo kia chỉ vào thanh kiếm trong tay Dương Huyên, ý đồ rõ ràng. Dương Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay mình, sau đó nói kiếm này không được. Tên giáo đồ dị giáo kia nheo mắt, muốn kiếm hay muốn mạng. Dương Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, đều muốn. Nói rồi, hắn khẽ điểm ngón cái. Bù! Kiếm quang lóe lên, tên giáo đồ dị giáo trước mặt hắn chưa kịp phản ứng thì đầu đẫu bay đi. Tất cả mọi người đều sững sờ. Một kiếm giết chết giáo đồ dị giáo kia, Dương Huyên vẫn chưa dừng tay, tiến lên trước, một kiếm lướt qua, đầu một tên giáo đồ dị giáo khác lập tức bay đi. Máu tươi tung tóe. Cuối cùng những tên giáo đồ dị giáo khác cũng định thần lại, mà khi bọn họ đang định ra tay thì Dương Huyên đã lao lên trước, lập tức lao vào một tên giáo đồ dị giáo trước mặt. Cứ như vậy, chưa đến 10 nhịp thở, mười mấy tên giáo đồ dị giáo trên thuyền bay đều bị giết chết, máu tươi bắn tung tóe, máu tanh nồng khắp nơi. Trên thuyền bay, mọi người đều nhìn Dương Huyên, vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi. Sau khi giết chết mấy tên giáo đồ dị giáo kia, Dương Huyên thu lấy mấy chiếc nhẫn chứa đồ kia, nhưng hắn không giữ làm của riêng mà trả lại cho mọi người trong sân. Đồ mất bỗng có lại, mọi người lập tức vui mừng không thôi. Dương Huyên thì rời khỏi thuyền bay, đi đến thuyền bay khác. Thấy vậy, Lý U U run giọng nói, Dương công tử, ngươi muốn làm gì? Dương Huyên khẽ cười, quay người chỉ vào giáo đồ dị giáo trên thuyền bay ở phía xa, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, giết sạch. Không giết thì thôi. Đã giết thì phải giết hết. Nếu không thể không kết thù, vậy hắn sẽ chọn cách diệt cỏ tận gốc. Không cho kẻ địch cơ hội báo thù mình. Giết sạch. Nghe thấy lời này của Dương Huyên, Lý U U lập tức ngây người, đang định nói thì lúc này, Diệp Huyên đã cầm kiếm chém giết. Đối với Dương Huyên mà nói, nhiều chuyện, có thể bỏ qua. Nhưng có những chuyện, nhất định phải làm tới. Ngươi không làm tới, sẽ để lại hậu họa cho mình, hắn không sợ trả thù, nhưng không cam đoan những người này sẽ không báo thù Dương tộc. Bởi vì những giáo đồ dị giáo này đều là người hung tàn ác độc, mà đối xử với loại người này, nhất định phải làm tới cùng. Thế giới đề cao kẻ mạnh, mềm lòng nhân từ, sẽ không làm được chuyện lớn. Lý U U nhìn phía xa rất nhanh đã truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, không lâu sau, mười mấy tên giáo đồ dị giáo đều bị giết sạch, chỉ còn lại một tên giáo đồ dị giáo này là người dẫn đầu, thực lực rất mạnh. Hơn nữa, còn là đại tông sư cảnh. Tên giáo đồ dị giáo dẫn đầu nhìn Dương Huyên ở phía xa chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ e ngại, ngươi là ai? Dương Huyên cũng không nói gì, lập tức lao lên trước, đâm ra một kiếm. Kiếm quang lóe lên, thoáng chốc đã chém đến trước mặt tên giáo đồ dị giáo dẫn đầu kia. Ánh mắt tên giáo đồ dị giáo giãn đầu bỗng thay đổi, không còn đường lùi, nâng tay đánh ra một thương. Bù! Kiếm Thanh Huyên trong tay Dương Huyên dễ dàng đánh vỡ trường thương của tên giáo đồ dị giáo dẫn đầu, sau đó xuyên qua ngực. Vẻ mặt tên giáo đồ dị giáo vô cùng khó tin, sao có thế, thương của ta, chính là linh phẩm. Dương Huyên im lặng không nói. Linh phẩm. Thần vật đương nhiên cũng có chia cấp bậc, lần lượt từ 1 đến 9 phẩm, sau 9 phẩm là bảo phẩm, sau bảo phẩm là linh phẩm. Có thể nói, ở Nam Châu này, linh phẩm đã được xem như là thần vật rồi. Thế nhưng, trước mặt kiếm Thanh Huyên của hắn, thì lại yếu ớt vậy thôi. Bản thân đánh giá thấp kiếm Thanh Huyên rồi. Kiếm Thanh Huyên này, ít nhất cũng trên linh phẩm. Kiếm Thanh Huyên. Lúc này, tên giáo đồ dị giáo dẫn đầu kia nhìn Dương Huyên chằm chằm, ngươi lại dám trở thành kẻ địch với dị giáo ta, tất cả những người có quan hệ với ngươi, đều phải chết. Dương Huyên lập tức nâng tay chém ra một kiếm. Bù! Đầu tên giáo đồ dị giáo dẫn đầu kia lập tức bay đi. Thần hồn bị tiêu diệt. Dương Huyên lấy nhẫn chứa đồ của tên giáo đồ dị giáo dẫn đầu, sau đó quay về thuyền bay của mình. Lúc này, những người khách trên thuyền bay còn lại nhìn thấy hắn, ánh mắt giống như nhìn quái vật vậy, đầy vẻ e ngại. Dương Huyên cũng không quan tâm đến chuyện này, hắn nhìn nhân viên thuyền bay kia, chúng ta khởi hành đi. Nhân viên thuyền viên do dự chốc lát rồi nói, được. Nhưng ngay lúc này, một cô gái váy trắng bỗng lên tiếng, không được. Mọi người nhìn sang cô gái váy trắng kia, cô gái váy trắng nhìn Dương Huyên chằm chằm, người giết giáo đồ dị giáo chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ báo thù,
nếu chúng ta và hắn ngồi cùng thuyền bay, chúng ta sẽ bị dị giáo báo thù. Dị giáo báo thù. Nghe vậy, vẻ mặt những người còn lại đều thay đổi, nhìn Dương Huyên. Dương Huyên nhíu mày. Cô gái váy trắng kia nhìn Dương Huyên chằm chằm, ngươi không thể ngồi cùng thuyền với chúng ta. Dương Huyên nhìn cô gái váy trắng, cô nương, thứ cho ta nói thẳng, nếu vừa nãy ta không ra tay, đừng nói là trong sạch của ngươi không giữ được, nói không chừng còn bị giày vò thống khổ. Mà bây giờ, ngươi hành động như vậy, có phải là lời oán báo ân không vậy? Cô gái váy trắng bình tĩnh nói, công tử chớ có nói ngoa như vậy, vừa nãy giáo đồ dị giáo cũng đã nói rồi, bọn họ chỉ cần tiền, không cần mạng. Vốn dĩ chúng ta chỉ bỏ ra chút tiền tài là có thể giữ được toàn mạng, nhưng bây giờ công tử lại đổ sát giáo đồ dị giáo chắc chắn sẽ không bỏ qua, nói không chừng còn liên lụy đến chúng ta. Nghe thấy lời này của cô gái váy trắng, mọi người trên thuyền bay đều gật đầu, tỏ ý tán thành. Vốn dĩ chỉ cần bỏ lại chút tiền tài, thì có thể bình yên vô sự, nhưng bây giờ, giáo đồ dị giáo bị giết, dị giáo chắc chắn tức giận, lúc đó, bản thân bọn họ nói không chừng sẽ bị liên lụy. Nghĩ đến đây, mọi người trong sân nhìn Dương Huyên, trong lòng đều oán trách. Cô gái váy trắng nói tiếp, vốn dĩ chuyện chỉ tiêu chút tiền là có thể giải quyết, bây giờ lại làm lớn chuyện như vậy, vị công tử này, lúc ngươi ra tay có nghĩ đến chúng ta không? Dương Huyên khẽ gật đầu, đúng là lỗi của ta. Lý U U bỗng tức giận nói, Dương công tử, chuyện này sao có thể nói là lỗi của ngươi chứ? Nói rồi, nàng ta quay đầu lạnh lùng liếc nhìn cô gái váy trắng. Ngươi phải ngu ngốc đến thế nào mới đi tin cái đám giáo đồ dị giáo chỉ cần tiền, không cần cái khác chứ? Ngay từ lúc đầu tiên đám giáo đồ dị giáo kia tới, ánh mắt nhìn nàng ta và mấy cô gái trên thuyền kia, nàng ta hiểu rõ. Cô gái váy trắng lạnh lùng nói, ngươi và hắn cùng một ruột, đương nhiên là thay hắn nói giúp rồi. Lý U U nhíu mày, đang định nói, nhưng lúc này, chân trời phía xa bỗng có một thuyền bay đi đến, trên thuyền có một nhóm người áo bào đen đang đứng. Trước ngực những người áo bào đen này đều có ấn ký đỏ máu. Thấy vậy, sắc mặt tất cả mọi người trên thuyền đều thay đổi. Giáo đồ dị giáo. Lúc này, Dương Huyên bỗng nói các vị chớ có lo lắng, chớ có sợ hãi, bọn họ chỉ cần tiền, không cần cái khác. Nói rồi, hắn lập tức kéo Lý U U ở bên cạnh quay người rời đi. Nhìn thấy hai người Dương Huyên rời đi, cô gái váy trắng vốn còn muốn nói gì nhưng lời vừa đến bên miệng đã nuốt xuống. Nàng ta ngẩng đầu nhìn những giáo đồ dị giáo đến càng lúc càng gần kia, khẽ nói, chỉ cần tiền, không cần cái khác. Lúc này, một nhóm giáo đồ dị giáo đã xuất hiện trên thuyền. Mọi người trên thuyền bay lập tức căng thẳng không thôi, ánh mắt đầu vẻ kiêng dè và lo sợ. Cô gái váy trắng bỗng lớn tiếng nói, người giết chết giáo đồ dị giáo là thiếu niên kia, hắn là một kiếm tu, vừa mới đi. Nghe vậy, mọi người trên thuyền bay đều bừng tỉnh. Sau đó đồng loạt chỉ về phía hai người Dương Huyên vừa rời đi, là hắn giết chết giáo đồ dị giáo, vừa mới rời đi. Giáo đồ dị giáo dẫn đầu là một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người đẫy đà, đeo khăn che mặt, tay phải cầm một thanh trường đao. Người phụ nữ nhìn cô gái váy trắng mặt mũi trắng nhợt trước mặt mình, ánh mắt lạnh lẽo cô gái này, thưởng cho các ngươi. Ồ, nghe thấy lời này của người phụ nữ, một nhóm giáo đồ dị giáo sau lưng lập tức phấn khích kêu gào. Một người đàn ông mập mạp trong đó lập tức lao đến trước mặt cô gái váy trắng, cô gái váy trắng bị dọa mặt mũi tái mét, là thiếu niên kia giết giáo đồ dị giáo, các ngươi đi tìm bọn họ báo thù đi, hắn vừa mới đi, bây giờ các ngươi đuổi theo vẫn kịp. Một người đàn ông ở bên cạnh người phụ nữ kia bỗng lên tiếng, lão đại, đuổi theo không? Người phụ nữ lạnh lùng nhìn người đàn ông, người này có thể giết chết liên tiếp 100 người chỉ trong thời gian ngắn, hơn nữa còn giết cả tiêu thống lĩnh. Người như vậy há là kẻ đầu đường xó chợ sao? Ta đích thân đến đây, chính là muốn làm quen với đối phương, xem có thể kết giao không, kết một mối thiện duyên. Nghe thấy lời của người phụ nữ, cô gái váy trắng kia lập tức hoảng hồn như bị sét đánh, ngã xuống đất, đầu óc trống rỗng. Người phụ nữ nhìn cô gái váy trắng mặt trắng như tờ giấy trước mặt, cười lạnh, vị công tử kia cứu ngươi, ngươi lại lấy oán báo ân, một chút nghĩa khí cũng chẳng có, đúng là làm mất mặt phụ nữ chúng ta. Nói rồi, nàng ta quay đầu nhìn đám thuộc hạ bên cạnh, cho các ngươi chơi tùy ý. Nói xong, nàng ta quay người bay lên không, đuổi theo phương hướng hai người Dương Huyên vừa đi. Rất nhanh sau đó, trên thuyền bay đã truyền đến từng tiếng kêu la thảm thiết. Tiếng kêu la này có phần không đứng đắn. Ở bên kia,
Sau khi Dương Huyền dẫn theo Lý U U đi, hắn tìm hai con ngựa ở trong thành, sau đó mua một bản đồ, tiếp đó, hai người lập tức đi ra ngoài thành, chạy về phía núi non trùng điệp. Thật ra hắn có thể ngự kiếm, nhưng vấn đề là ngự kiếm tiêu hao quá nhiều, với cảnh giới hiện tại của hắn, ngự kiếm nhiều nhất cũng chỉ được nửa canh giờ. Mà từ đây đi đến Trung Châu, lộ trình ít nhất 5 ngày, cộng thêm hiện tại còn có giáo đồ dị giáo, vì vậy, hắn không dám ngự kiếm tiêu hao huyền khí của mình. Hai người cưỡi ngựa một canh giờ, đến một căn miếu hoang, lúc này, trời đã tối, không thể tiếp tục lên đường, vì vậy, hai người chỉ có thể trú lại ngôi miếu hoang này. Trong miếu chỉ một bức tượng Phật bị vỡ, xung quanh đổ nát hoang toàn, mạng nhện khắp nơi. Hai người ngồi quanh đống lửa. Lý U U nhìn Dương Huyên trước mắt, sau đó nói, ngươi không giận sao? Dương Huyên chợt ngây người. Lý U U giải thích, là chuyện trên thuyền bay lúc nãy. Dương Huyên cười nói, giận, nhưng có thể hiểu được. Lý U U nhíu mày, có thể hiểu được. Dương Huyên bình tĩnh nói, người không vì mình, trời tru đất diệt, con người chính là vậy. Con người ác độc, có lúc người bình thường cũng không tưởng tượng được. Có lúc, sự ác độc của con người không hề có giới hạn. Lý U U nhìn Dương Huyên chằm chằm, nếu ta không đứng ra nói cho ngươi, ngươi sẽ không đưa ta đi, đúng chứ? Dương Huyên khẽ cười, không nói gì. Lý U U thấp giọng thở dài, Dương công tử, thế nhân đều nói ngươi là đồ bỏ đi, nói năng không tốt, tính cách chậm chạp. Nói rồi, nàng ta khẽ lắc đầu, ngươi lừa tất cả mọi người rồi. Trong thời gian này tiếp xúc với nhau, nàng ta phát hiện, người đàn ông trước mặt này căn bản không giống như kiểu chậm chạp hay nói kia, trái lại, người đàn ông này tâm tay nhạy bén, chém giết quả quyết, vĩnh viễn không thể so với người thường được. Dương Huyên không trả lời Lý U U. Những năm trước sở dĩ hắn như vậy, ngoài trừ khiêm tốn bảo vệ mình, phát triển ra, thì còn có một nguyên do, chính là hắn trưởng thành sớm, khác xa người đồng trang lứa, nếu biểu hiện ra ngoài, rất có khả năng sẽ rước họa vào thân. Vì vậy, hắn lựa chọn che giấu bản thân, tiếp tục phát triển. Như nghĩ đến gì đó, Dương Huyên bỗng nói, U U cô nương lần này đến Trung Châu là. Lý U U nói, gia nhập học viện chúng thần. Học viện chúng thần. Đây là một học viện do chúng thần điện mở, cũng là một học viện tốt nhất hiện tại ở huyên giới. Gia nhập học viện này, có thể học được thần thuật trong truyền thuyết, là học viện mà vô số nam nữ trẻ tuổi ở huyên giới mơ ước. Lý U U bỗng nói, Diệp công tử đến Trung Châu, thật sự là muốn tử hôn sao? Dương Huyên gật đầu, đúng. Lý U U nhìn Dương Huyên, không nói gì. Ngay lúc này, Dương Huyên bỗng nói, nếu các hạ đã đến đây, tại sao không hiện thân? Nghe thấy lời của Dương Huyên, sắc mặt Lý U U lập tức thay đổi. Mà lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp vóc dáng đẫy đà chậm chậm bước ra. Người phụ nữ chậm rãi bước đến trước mặt hai người Dương Huyên không xa, nàng ta nhìn Dương Huyên, tay trái nắm chuôi đao, công tử phát hiện ra ta khi nào. Dương Huyên bình tĩnh nói, người đến từ lúc nào, ta phát hiện ngay lúc đó. Người phụ nữ nheo mắt, nàng ta nhìn Dương Huyên chằm chằm. Thoáng chốc. Ngôi miếu hoang bỗng yên tĩnh, chỉ có tiếng củi thiêu cháy vang lên. Dương Huyên lạnh nhạt nhìn người phụ nữ, có chuyện. Người phụ nữ bình tĩnh nói, công tử giết chết hơn trăm giáo đồ dị giáo của ta. Dương Huyên gật đầu, là do ta giết. Người phụ nữ nhìn Dương Huyên chằm chằm, giáo đồ dị giáo ta và công tử có ân oán gì? Dương Huyên nhíu mày, bọn họ cướp đồ ta, có xem là ân oán không? Người phụ nữ nhìn Dương Huyên một lúc. Sau đó khẽ cười, thì ra là vậy, là thuộc hạ của ta không hiểu chuyện, đụng phải công tử, ta xin lỗi với công tử. Xin lỗi. Nghe thấy lời của người phụ nữ, Lý U U ở bên cạnh lập tức có chút kỳ lạ, người phụ nữ dị giáo này truy đuổi chỉ để xin lỗi. Dương Huyên nhìn người phụ nữ chằm chằm, bình tĩnh nói, cứ quay về như vậy, nghĩ có lẽ ngươi cũng thất vọng, ta cho ngươi một cơ hội ra tay, chỉ một lần. Nghe thấy lời này của Dương Huyên. Sắc mặt người phụ nữ trùng xuống. Tự tin như vậy sao? Người phụ nữ nhìn Dương Huyên chằm chằm, muốn tìm kiếm chút sơ hở từ vẻ mặt hoặc ánh mắt của Dương Huyên. Thế nhưng, nàng ta thất vọng rồi. Người đàn ông trước mặt này thản nhiên như vậy, ánh mắt bình tĩnh, lúc nhìn nàng ta, ánh mắt bình tĩnh còn có chút khinh thường. Cuối cùng, người phụ nữ từ bỏ ý định ra tay, khẽ cười nói, làm phiền rồi. Nàng ta cũng không quay người rời đi. Mà chậm rãi lùi về sau, hơn nữa tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm.
Dương Huyên lại không nhìn nàng ta, chỉ là cầm một cành cây khô liên tục khẩy đống lửa trước mặt. Rất nhanh sau đó, người phụ nữ rời đi, sau đó biến mất trong đêm tối. Người phụ nữ chạy đi mấy dặm, lúc này mới dừng lại, nhưng nàng ta vừa dừng lại thì mười mấy tên giáo đồ dị giáo đã xuất hiện trong ân. Một tên giáo đồ dị giáo trong đó thấp giọng hỏi, lão đại, vừa nãy tại sao không ra tay? Người phụ nữ nheo mắt, người này chưa đến 15-16, đã có thể giết liên tiếp hơn 100 người, hơn nữa lúc đối mặt với ta, biết rõ sau lưng ta là dị giáo, nhưng không hề sợ hãi, mà thoải mái tự tin như vậy, loại người này, không phải bản thân rất lợi hại, thì chính là người sau lưng rất lợi hại. Mọi người im lặng, thiếu niên trong miếu hoang, quả thực bình tĩnh đến đáng sợ. Người phụ nữ quay đầu nhìn hướng ngôi miếu kia, chuyện này dừng tại đây, ngăn hỏa kịp thời, đi. Nói xong, nàng ta dẫn theo một đám người biến mất trong đêm tối. Trong miếu, Lý U U ngồi bên đống lửa, hỏi Dương Huyên đầy ý nhị, người đánh thắng được ả kia không đấy? Hắn lắc đầu, không dám chắc. Bởi vì cảnh giới của ả không những cao hơn hắn mà ngoài miếu còn có người khác, nên nếu mà đánh nhau thật thì hắn thật sự không hề tự tin sẽ chiến thắng. Lý U U nghe vậy thì tò mò hỏi, đã thế thì ngươi còn ra vẻ chắc ăn vậy làm gì? Dương Huyên chỉ cười không nói. Lý U U nhíu mày đầy hoài nghi, sau đó chợt bừng tỉnh thốt lên, ngươi cố ý. Ngươi càng ra vẻ bình tĩnh tự tin thì ả ta sẽ càng kiêng kỵ, cho rằng ngươi sâu không lường được hoặc có người chống lưng cho. Dương Huyên không đáp, chỉ lấy hai cái bánh bao ra, chia cho Lý U U một cái. Nàng ta nhận lấy rồi nhìn hắn với cõi lòng hoảng hốt. Người này đáng sợ thật. Ban nãy khi biết cô gái kia là người dị giáo, nàng ta tuy ra vẻ bình thản nhưng nội tâm đã dậy sóng khủng hoảng. Dị giáo. Đứng trước thế lực này, ngay cả nhà họ Mạc sau lưng Lý U U còn không dám trêu vào chứ nói chi là nàng ta, vậy mà thiếu niên này vẫn có thể ung dung bình tĩnh đến vậy thì quả thật là đáng sợ. Ăn hết bánh bao rồi, Dương Huyên nằm xuống bãi cỏ, nói, ngày mai còn phải lên đường, U U cô nương nghỉ ngơi sớm đi. Lý U U liếc nhìn hắn rồi ngả mình dựa vào tảng đá kế bên, im lặng một hồi mới lại hỏi, Dương công tử có nghe qua mấy tin đồn về vị hôn thê của ngươi chưa? Dương Huyên lắc đầu. Lý U U cười, nghe nói nàng là mỹ nhân đứng đầu Trung Châu, xinh đẹp đến nỗi bao nhiêu đàn ông đều phải phát cuồng vì nàng. Dương Huyên chỉ buông ra một tiếng, ồ. Lý U U bắn sang ánh mắt bất mãn, thái độ lạnh nhạt kiểu gì vậy? Dương Huyên, đẹp hay không thì liên quan gì đến ta? Lý U U ngẫm nghĩ, nếu là trước kia thì đúng là không liên quan, nhưng bây giờ. Ta thấy Dương công tử rất xứng với nàng, vậy mà. Ngươi nhất định phải từ hôn sao? Dương Huyên gật đầu, ta chưa từng gặp, cũng chưa từng biết nàng thì làm sao có thể cùng chung sống cả đời. Lý U U gật gù, cũng phải, nếu là ta thì cũng không muốn thành thân với một người không quen không biết đâu. Dương Huyên chỉ khẽ cười. Lý U U lại nhìn hắn. Phải công nhận dung mạo người này cũng không tệ, tuy chỉ mới 15-16 nhưng vóc dáng đã cao giáo, đã vậy còn trưởng thành lễ độ, không có thói ăn mặc quần là áo lượt như bọn công tử nhà giàu khác. Đã mạnh, đã thông minh, lại còn có khí chất. Không biết nghĩ đến gì mà gò má Lý U U chợt đỏ lên, vội vàng không nhìn nữa. Một đêm trôi qua, trời vừa hửng sáng, bọn họ đã lên đường. Trên núi gập ghềnh khó đi, khiến lộ trình 5 ngày của họ bị kéo dài, đến ngày thứ 6 mới ra khỏi dãy núi mênh mang này. Lý U U hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng cũng ra rồi. Bao ngày qua họ đã chịu khổ không ít, trong đó bị côn trùng cắn chỉ là thứ yếu, mấu chốt là không được tắm táp rửa ráy. Với một cô gái ưa sạch sẽ thì chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận được. Chỉ thấy Dương Huyên lấy bản đồ ra, lướt nhìn một lần rồi nói. Huyền thành Trung Châu cách đây khoảng hơn 100 dặm, chúng ta sắp đến rồi. Huyền thành là tòa thành rộng lớn và phồn hoa nhất Trung Châu. Dương Huyên cất bản đồ vào, gọi, đi thôi, U U cô nương. Lý U U gật đầu, ừm. Hai người thúc ngựa đi nước đại. Trước đó vì đường núi khó đi nên họ chỉ có thể cưỡi ngựa mà không thể thúc ngựa, nhưng giờ phút này, trước mặt họ chỉ có thảo nguyên vô tận. Lý U U giang hai tay ra hết cỡ. Tham lam hít hà làn gió mát rượi. Vầng dương ấm áp hắt lên gương mặt có chút mỏi mệt nhưng vẫn không thể làm lu mờ dung nhan tuyệt mỹ của nàng ta. Dương Huyên bất chi bất giác mỉm cười. Mấy ngày vừa rồi trong núi đúng là cực khổ quá mà.
Chợt Lý U U quay sang hỏi hắn, Dương công tử có kế hoạch gì sau khi tử hôn chưa? Dương Huyên ngẫm nghĩ, đến đó rồi xem. Lý U U vừa toan mở miệng thì hắn lại nói, nhìn đằng trước kìa. Nàng ta quay lại, thấy hình bóng mơ hồ của một tòa thành cổ đã hiện ra ở cách đó mấy dặm. Chính là Huyên Thành. Dương Huyên cười, đến nơi rồi. Lý U U gật đầu, chỉ liếc hắn một cái rồi thôi. Hai người nhanh chóng đi đến chân thành. Họ vừa xuất hiện đã thấy một người thanh niên mặc trường bào trắng chạy đến. Gã hào hứng nói với Lý U U, U U, muội cuối cùng cũng đến. Nàng ta đáp lại, ra là Lạc công tử. Tên tiểu tư đi theo Lạc công tử vội bẩm, Lý tiểu thư, công tử nhà con biết cô sắp đến nên đã đến đợi từ 3 ngày trước, qua mấy hôm cũng gầy đi không ít. Bị gã quắc mắt quát, lắm mồm. Tiểu tư vội lui sang bên, nhưng trên mặt đã treo nụ cười. Lý U U nhìn Lạc công tử rồi lại nhìn sang Dương Huyên. Cái liếc mắt này bị Lạc công tử bắt được, thế là quay sang hỏi hắn, vị công tử này là. Dương Huyên cười đáp, Dương Huyên. Rồi nói với Lý U U, chúng ta chia tay ở đây thôi, U U cô nương. Cáo từ. Hắn nhấc chân đi. Bỗng nghe Lý U U gọi, đợi đã. Dương Huyên quay lại, thấy nàng ta chần chừ nói, Dương công tử vừa đến đây, lạ nước lạ cái, không bằng tạm ở nhà ta trước. Hắn lắc đầu, không dám quấy rầy. Rồi lại xoay người rời đi. Nhưng Lý U U lại gọi, khoan. Tình cảnh này khiến Lạc công tử không khỏi nhíu mày. Dương Huyên quay lại, thấy Lý U U lại ra vẻ do dự, khi nào ngươi giải quyết xong việc rồi có thể đến tìm ta, ta sẽ đưa ngươi đến học viện chúng thần. Chuyện danh sách ngươi không phải lo, ta sẽ giải quyết thay cho. Hắn vẫn lắc đầu, xin nhận ý tốt của cô nương, nhưng ta không có ý định nhập học. Cáo từ. Một lần nữa xoay người đi. Lý U U cáu bẩn quát theo, Dương Huyên. Hắn lại dừng bước, quay lại nhìn. Lý U U cắn môi, một hồi sau mới thốt lên, người chỉ đang từ chối tấm lòng của ta thôi. Dương Huyên chỉ đáp, cáo từ, U U cô nương. Rồi nhanh chóng biến mất trong thành. Để lại Lý U U tức tối đứng đó dậm chân liên hồi. Lạc công tử nhìn theo bóng lưng Dương Huyên một hồi sau mới quay lại cười với Lý U U, U U à, ta có thuê phòng bao ở tiên khách lâu, mở tiệc tẩy trần cho muội. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của nàng ta, đa tạ ý tốt của Lạc công tử, nhưng hôm nay ta có phần mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Nói xong thì nâng gót đi mất, khiến nụ cười trên mặt Lạc công tử đọng lại. Một hồi sau, gã mới hạ giọng nói, điều tra tên Dương Huyên ấy. Tiểu tư cung kính thi lễ rồi lùi đi. Đôi mắt Lạc công tử khẽ nheo lại, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Huyên đi vào thành. Lý U U là một mỹ nhân, đã vậy còn liên tục tỏ ý tốt với hắn. Nhưng hắn thật sự không có cảm giác gì với nàng ta. Với hắn, đã không thích thì đừng dây vào, càng đừng làm gì khiến đối phương hiểu lầm. Sống trên đời cần phải dứt khoát và chuyên nhất. Trên phương diện tình cảm càng nên vậy. Thích thì theo đuổi, không thích thì thôi, càng đừng nên chơi trò mập mờ ái muội. Bởi vì có khi anh trai mưa còn tồi tệ hơn mấy thằng đều cáng nữa. Dạo quanh thành một vòng rồi, hắn bán con ngựa đi với giá 10 linh thạch. Điều này khiến hắn bất ngờ, bởi vì lúc mua nó hắn chỉ mất có 3 viên mà thôi. Giờ đổi lại tận 10 viên đúng là lời. Làm hắn tự dưng muốn đi buôn ngựa ghê. Bán ngựa xong rồi, Dương Huyên ở trong thành nghe ngóng một phen. Biết được nơi Diệp tộc ở thì không thèm ăn cơm mà hộc tốc chạy tới. Từ hôn quan trọng nhất. Bằng không thì cả hắn lẫn Dương tộc đều chẳng thể ngủ yên nổi. Dương Huyên nhanh chóng đến nơi. Phủ đệ Diệp tộc còn khí phách hơn Dương tộc cả trăm lần, quy mô khổng lồ đến mức có thể xem như một tòa thành nhỏ. Thấy hắn đi đến, một thị vệ trước phủ ngăn lại, công tử có chuyện gì chăng? Dương Huyên gật đầu, làm phiền vào thông báo. Dương Huyên của nhà họ Dương ở Nam Châu đến bái phỏng gia chủ nhà họ Diệp. Dương Huyên của nhà họ Dương. Cái họ có chút quen thuộc nhưng thị vệ bỗng dưng lại không nhớ ra, bèn cau mày lại. Đúng lúc y định mở miệng thì một thị vệ khác cạnh đó đã thốt lên, người chính là công tử Dương Huyên có hôn ước với tiểu thư. Dương Huyên gật đầu, phải. Hai thị vệ nghe vậy thì hết hồn, một người vội vàng chạy vào báo tin. Dương Huyên tới. Thị vệ còn lại quan sát hắn một phen, cười hỏi, trên phố đồn rằng ngươi là phế vật, có thật vậy không? Trên dưới Diệp tộc đều biết vị hôn phu của đại tiểu thư là ai, đồng thời cũng biết hôn sự này tuyệt đối sẽ đổ sông đổ biển,
vì vậy nên thị vệ mới dám cản rỡ đến thế. Nếu không có hôn ước, chỉ một cái nhà họ Dương còn con căn bản chẳng là gì trong mắt Diệp phủ. Dương Huyên chỉ đáp, người ta không thù không oán, hà cớ gì phải vũ nhục nhau. Thị vệ cười, ta chỉ muốn cho ngươi biết, thứ phế vật như ngươi không xứng với đại tiểu thư nhà họ Diệp. Dương Huyên gật đầu, không ra vẻ gì là tức giận. Thấy hắn im lặng, thị vệ lại cười khẩy, quả nhiên là phế vật. Lúc này, tên thị vệ còn lại trở ra, Dương công tử, tộc trưởng cho mời. Dương Huyên gật đầu rồi theo y đi vào. Tên thị vệ đeo đao còn liếc theo mỉa mai, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Dương Huyên đi vào trong, nhận thấy Diệp phủ còn lớn hơn tưởng tượng nhiều, nếu không có ai dẫn đường thì hắn đã lạc chắc rồi. Không lâu sau, thị vệ dẫn hắn đến trước một gian thiền điện. Bên trong là một người phụ nữ mỹ miều khoác trường bào màu đỏ nhạt, thân hình đẫy đà nở nang, sắc mặt lạnh lùng, không giận mà uy. Bà ta chỉ im lặng nhìn hắn, không nói lời nào. Ấy vậy mà hắn lại cảm nhận được một cảm giác áp bách vô hình. Không phải do đối phương cố tình, mà do địa vị bà ta cao hơn, từ đó sinh ra khí thể uy nghiêm. Dương Huyên trấn tĩnh lại, đưa tờ hôn thú ra cho bà ta, tiền bối, đây là hôn thú giữa ta và Diệp Thanh Nhi cô nương. Từ giờ trở đi, ta và nàng ấy không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Đơn giản, trực tiếp, không lòng vòng. Người phụ nữ không nhận lấy, chỉ nói, người đến để từ hôn. Dương Huyên gật đầu. Người phụ nữ, vì sao? Dương Huyên điềm tĩnh đáp, ta tài sơ học thiền, thực lực yếu kém, không dám làm chậm trễ Diệp Thanh Nhi cô nương. Ánh mắt bà ta chợt trở nên ác liệt như muốn nhìn thấu hắn. Dương Huyên vẫn giữ vẻ bình tĩnh đúng mực. Một hồi sau, người phụ nữ không nhìn nữa, chỉ nâng tách trà lên hớp nhẹ, người khiến ta bất ngờ. Dương Huyên không đáp, thật ra hắn chỉ muốn đặt tờ hôn thú xuống rồi rời đi ngay, nhưng làm vậy là bất lịch sự. Diệp tộc đã giúp đỡ Dương phủ rất nhiều trong những năm này, hơn nữa cũng xem như bạn bè thâm giao với Dương Huyên hắn. Nên hắn không muốn làm mối quan hệ này xấu đi. Hắn chỉ đến để từ hôn, không phải để gây thù. Người phụ nữ nhìn tờ hôn thú trong tay hắn, hỏi, sao ngươi không nổi giận khi bị thị vệ buông lời ác ý? Dương Huyên hỏi ngược lại, vì sao phải giận? Người phụ nữ, lấy thực lực giết mấy trăm dị giáo đồ trong 10 hơi thở của ngươi, muốn giết y là chuyện quá dễ dàng. Nhưng ngươi không làm vậy vì sợ đắc tội Diệp phủ, bị chúng ta trách phạt. Dương Huyên chỉ đáp, tiền bối, ta chỉ đến từ hôn mà thôi. Ý bảo đừng có lan man quá được không? Người phụ nữ nhìn hắn, trả lời ta. Dương Huyên suy nghĩ rồi đáp, vì ta không giận. Người phụ nữ nhíu mày, vì sao? Dương Huyên, y không có tư cách khiến ta phải giận. Ánh mắt người phụ nữ nhìn hắn tràn đầy ngạc nhiên. Không có tư cách. Bốn chữ này nghe ngạo nghễ ung dung biết bao. Khi biết thị vệ nhục mạ Dương Huyên, bà ta đã nghĩ đến hai loại khả năng. Thứ nhất, hắn nổi giận giết người, thị vệ bỏ mạng tại chỗ. Thứ hai, hắn im lặng chịu đựng rồi đến mách bà ta, để bà ta xử lý thị vệ kia. Nào ngờ cả hai đều không xảy ra. Dương Huyên thật sự không hề nổi giận. Hắn chỉ đến để từ hôn mà thôi. Người phụ nữ im lặng, bà ta biết trên dưới Diệp phủ, bao gồm chính bà, đều đã xem thường người thiếu niên này. Hắn có vô địch thánh thể, nhưng nhiều năm nay lại cố tình ẩn giấu, che mắt thế nhân. Làm bà ta không khỏi quan sát hắn kỹ càng hơn. Dương Huyên vẫn đưa tờ hôn thú ra. Sau một hồi im lặng, người phụ nữ nhận lấy nó. Thiếu niên này khiến bà ta kinh ngạc, khiến bà ta hoảng hốt, nhưng vẫn không thể gả con cho hắn. Bởi vì con gái bà còn có thể kết hôn với người tốt hơn, hơn nữa gần như hầu hết trưởng lão trong phủ đều không đồng ý với hôn sự này. Nhưng có lẽ vẫn có thể kết thiện duyên với hắn. Bởi vì trực giác bà ta đang mách rằng thiếu niên này về sau tuyệt đối không phải tầm thường. Người phụ nữ thốt lên, người đâu? Một ông lão lập tức xuất hiện cạnh bà ta. Bà ta ra lệnh, giết tên thị vệ vừa vũ nhục Dương công tử. Ông lão hành lễ rồi rời đi. Người phụ nữ thấy vẻ mặt tĩnh lặng của Dương Huyên thì tò mò, người nói người không tức giận, vậy vì sao không xin miễn tội cho y? Hắn chỉ đáp, không đáng. Người phụ nữ lại im lặng nhìn hắn chằm chằm. Dương Huyên ôm quyền, xin cáo từ tiền bối. Rồi xoay người toan rời đi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên ngoài, từ hôn. Ngươi đã hỏi ý ta chưa? Theo đó, một cô gái đi vào.
Nàng mặc một bộ váy trắng thướt tha. Cô gái trước mắt có dáng người thon gầy, váy trắng dài chạm đất, dung nhan tuyệt thế. Lúc thấy cô gái này, Dương Huyền bỗng thấy quen thuộc vô cùng, như thể là người chí thân lâu năm không gặp. Điều này khiến hắn vừa thấy nghi hoặc, lại vừa thấy có chút gì đó hoang đường, bởi vì hắn có thể chắc chắn rằng đây là lần đầu hắn gặp người này. Mà hắn cũng đoán được thân phận của cô gái trước mắt này, hiển nhiên đây chính là đại tiểu thư Diệp tộc Diệp Thanh Nhi. Sau khi cô gái váy trắng đến, ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên người Dương Huyên, ánh mắt ấy rất bình tĩnh, nhưng nơi đuôi mắt đã có ý cười thấp thoáng. Thấy cô gái trước mắt nhìn mình mãi như thế thì Dương Huyên cũng có chút mất tự nhiên, hắn do dự một lúc rồi nói, Thanh Nhi cô nương. Diệp Thanh Nhi bình tĩnh nói, người muốn tử hôn. Dương Huyên gật đầu. Diệp Thanh Nhi nhìn chằm chằm Dương Huyên, tại sao? Dương Huyên thành thật nói, Thanh Liêm thôi, sao dám làm lỡ cô nương? Diệp Thanh Nhi bình tĩnh nói, ta không chê. Dương Huyên sửng sốt, cái quỷ gì thế? Nghe Diệp Thanh Nhi nói thế, người phụ nữ bên cạnh cũng thấy ngạc nhiên không hiểu. Những năm gần đây, sở dĩ Diệp tộc không từ hôn với Dương tộc không phải bởi vì Diệp tộc nhân từ, mà là vì Diệp Thanh Nhi ngăn cản. Nguyên văn của nàng là, chuyện của nàng, để tự nàng xử lý. Bởi vì Diệp Thanh Nhi có thiên phú kinh khủng, nên Diệp tộc chỉ đành tôn trọng ý của nàng. Không ai ngờ rằng Diệp Thanh Nhi sẽ thật sự đồng ý việc kết hôn như thế, bởi vì tính cách Diệp Thanh Nhi lạnh nhạt, bình thường gần như không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Nhưng bây giờ thái độ của Diệp Thanh Nhi đối với Dương Huyên lại khiến người phụ nữ này hơi nghi ngờ. Nàng biết Dương Huyên này. Nhưng đây là chuyện căn bản không thể xảy ra. Người phụ nữ thấy nghi hoặc vô cùng. Hôn sự lần này Diệp tộc ta không bao giờ đồng ý. Nhưng vào lúc này, bên ngoài chợt có một tiếng hét đầy phẫn nộ vang lên. Ngay sau đó, một đám người đi vào trong đại điện. Người tới đều là trưởng lão của Diệp tộc, dẫn đầu là đại trưởng lão Diệp Minh. Diệp Minh dẫn theo một nhóm trưởng lão vào điện rồi nhìn chằm chằm vào Dương Huyên, ánh mắt không hề có thiện cảm. Thấy thế, người phụ nữ dẫn đầu lập tức sầm mặt xuống. Nàng ta đã lén gặp riêng Dương Huyên nói rằng không muốn làm lớn chuyện lên, mọi người hảo tụ hảo tán. Nhưng không ngờ rằng đại trưởng lão lại dẫn người đến. Bởi vì đại trưởng lão theo phe cứng rắn, nhiều lần đã ra sức ép Diệp tộc giải trừ hôn ước. Diệp Minh lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Huyên, sau đó lại nói, vụ hôn nhân này Diệp tộc ta quyết không đồng ý. Dương Huyên đang định nói gì đó thì Diệp Minh đột nhiên tức giận chỉ thẳng vào mặt hắn, nói, ngươi không xứng với đại tiểu thư Diệp tộc ta. Dương Huyên cau mày lại. Đang định đáp lời thì Diệp Thanh Nhi đột nhiên vươn tay lên trưởng ra một chiêu. Đùng! Diệp Minh còn chưa kịp trở tay thì đã bị Diệp Thanh Nhi trưởng một cái bay thẳng ra ngoài. Ầm! Diệp Minh bay ra ngoài, nện thẳng lên vách tường khiến nó sụp đổ. Mọi người bối rối. Dương Huyên cũng bối rồi theo. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thanh Nhi. Nhưng Diệp Thanh Nhi lại kéo Dương Huyên xoay người rời đi. Khi mọi người phản ứng lại được thì Diệp Thanh Nhi đã kéo Dương Huyên biến mất ở xa xa. Người phụ nữ vội vã đuổi theo, Thanh Nhi. Sau khi mọi người ở Diệp phủ hồi thần lại thì cũng vội vàng đuổi theo sau. Diệp Thanh Nhi dẫn Dương Huyên rời khỏi Diệp phủ rồi thì lập tức chạy lao đi. Không mất bao lâu cả hai đã đến một bên hồ. Dương Huyên vội vàng buông tay Diệp Thanh Nhi ra, nhưng một khắc sau, Diệp Thanh Nhi đã kéo ngược tay hắn lại, đồng thời còn lườm lấy một cái. Dương Huyên. Bên hồ có không ít người đến thăm thú, nam nữ ríu rít, rất náo nhiệt. Dương Huyên do dự một lúc rồi nói, Thanh Nhi cô nương, cô làm vậy là có ý gì? Thành thật mà nói, lúc này hắn có chút mơ hồ. Hắn đến từ hôn mà. Sao lại thành ra như bây giờ rồi? Diệp Thanh Nhi cứ nhìn hắn mãi mà chẳng nói gì. Dương Huyên bị nàng nhìn đến mức mất tự nhiên, hắn trầm giọng nói, Thanh Nhi cô nương. Diệp tộc sẽ không đồng ý giữ hôn ước của hai chúng ta đâu. Diệp Thanh Nhi chớp mắt một cái, nói giọng khinh thường, vậy ta sẽ bỏ nhà theo trai. Bỏ nhà theo trai. Vẻ mặt Dương Huyên lập tức sượng đi. Bỏ nhà theo trai á hả? Địch, cô đang nói đùa à? Dương Huyên gạt bỏ suy nghĩ này ngay. Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của Dương Huyên, khóe miệng Diệp Thanh Nhi hơi cong lên, nụ cười này tựa hoa mai nở rộ trên núi tuyết băng giá. Xinh đẹp không gì sánh bằng. Dương Huyên nhìn mà thất thần, nhưng cũng nhanh chóng hồi thần lại, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, Thanh Nhi cô nương,
hành động và lời nói của cô khiến ta rất nghi ngờ. Đúng lúc này, cường giả Diệp tộc đã đuổi đến đây. Diệp Thanh Nhi thản nhiên nhìn mọi người trong Diệp tộc mà không nói gì. Người phụ nữ dẫn đầu run giọng nói, Thanh Nhi. Một trưởng lão lập tức đứng ra, lạnh lùng nói, Diệp Thanh Nhi, đại sự hôn nhân của con sao con có thể tự làm chủ được. Con phải nhớ kỹ, con là người. Diệp Thanh Nhi lại vung tay trưởng một cái. Đùng. Trưởng lão kia lập tức bị chấn bay ra ngoài hơn 10 trượng. Mọi người Diệp tộc. Dương Huyên cũng đờ luôn, sao cô em này bạo lực vậy? Nếu ở cùng nhau thật thì chẳng phải ngày ngày mình đều bị bạo lực gia đình à? Diệp Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Dương Huyên, thấy vẻ mặt há hốc của Dương Huyên, nàng nhẹ giọng nói, huynh đừng sợ, ta rất dịu dàng. Dương Huyên. Đúng lúc này, người phụ nữ kia đột nhiên nói, việc hôn sự lần này, Diệp tộc ta không khước từ nữa. Dương Huyên quay đầu nhìn người phụ nữ, bà ta vội vàng đi tới trước mặt hắn. Sau đó trả hôn thú lại cho Dương Huyên, chúng ta chấp nhận hôn sự này. Thành thật mà nói, bà ta cũng không cam lòng lắm, bởi thiên phú của Diệp Thanh Nhi quá đáng sợ, tương lai chắc chắn có thể tìm được người tốt hơn. Nhưng theo tình hình trước mắt thì bà ta không thể không thỏa hiệp được. Bởi vì bà ta không ngờ rằng Diệp Thanh Nhi trước giờ không thích nói chuyện lại có tính cách nóng nảy như vậy, một lời không hợp là ra tay ngay. Nếu cứ ồn ào như vậy nữa thì sẽ ép nàng ta bỏ đi mất. Nghe người phụ nữ nói thế, Dương Huyên bỗng thấy cạn lời. Chuyện này là sao? Các người còn đổi ý nữa à? Không thể chấp nhận được. Đương lúc này, phía xa xa bỗng truyền đến một tiếng quát chói tai. Dương Huyên quay đầu lại nhìn, người nói chuyện chính là đại trưởng lão vừa bị Diệp Thanh Nhi đánh bay. Lúc này mặt đại trưởng lão đã sưng phù như đầu heo, trông rất buồn cười. Diệp Thanh Nhi nhìn về phía đại trưởng lão, ông ta lập tức biến sắc. Trông có vẻ hơi kiêng dè. Ông ta do dự một lúc rồi nói, hôn sự này tuyệt đối không thể thành được, bằng không sẽ khiến Diệp tộc ta gặp tai họa ngập đầu. Người phụ nữ cau mày lại, đại trưởng lão, người có ý gì? Đại trưởng lão trầm giọng nói, tộc trưởng, thực không dám giấu giếm, nhà họ Hoang của chúng thần giới từng đến tìm ta, bọn họ hy vọng được kết thông gia với Diệp tộc. Nhà họ Hoang. Ông ta vừa nói xong thì sắc mặt những cường giả Diệp tộc xung quanh đều thay đổi. Diệp tộc được xem là một siêu cấp thế lực ở huyền giới, nhưng nếu so với chúng thần giới thì chẳng là gì cả. Mà nhà họ Hoang ở chúng thần giới lại là một thế lực khủng bố chỉ thua mỗi chúng thần điện. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão, trong mắt có lửa giận, bọn họ làm sao biết được Thanh Nhi là người phàm. Có phải là ngươi? Đại trưởng lão vội nói, tất nhiên không phải là ta, là tổ tiên Diệp Phong đã đính hôn Diệp Thanh Nhi cho Hoang tộc. Nghe vậy. Sắc mặt người phụ nữ trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Phong. Đây là một vị tổ tiên của Diệp tộc, hiện tại đang ở chúng thần giới. Bà ta không ngờ rằng Diệp Phong đã nhanh tay đính hôn Diệp Thanh Nhi cho Hoang tộc. Phải biết rằng Diệp Thanh Nhi hiện vẫn còn hôn ước với Dương Huyên. Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Thanh Nhi vẫn đang bình tĩnh đứng tại chỗ, ông ta do dự một lúc rồi nói, nếu con thật sự muốn tốt cho Dương công tử thì đừng liên quan gì đến hắn nữa. Nếu không thì không chỉ mỗi Diệp tộc ta gặp tai họa ngập trời, mà Dương công tử cũng sẽ dính phải tai ương ngập đầu. Diệp Thanh Nhi lạnh nhạt đáp, ồ, mọi người, đại trưởng lão. Lúc này, người phụ nữ bỗng khẽ thở dài, bà ta chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Thanh Nhi, dịu giọng nói, Thanh Nhi, có lẽ con không biết Hoang tộc, đây là một thế lực vô cùng mạnh mẽ, nếu con cứ khăng khăng ở bên Dương công tử thì sẽ hại Diệp tộc rất nhiều, cũng sẽ hại cả con lẫn hắn. Dương công tử đúng thật là nhân tài hiếm có, nhưng hắn thế đơn lực bạc, không có chỗ dựa, nếu bị nhà họ Hoang nhắm vào. Diệp Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Dương Huyên, nghiêm túc nói, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, huynh phải cố gắng tu luyện hơn nữa, biết chưa? Dương Huyên, người phụ nữ cười khổ, Thanh Nhi. Diệp Thanh Nhi thản nhiên nhìn người phụ nữ, chuyện của ta, tự ta xử lý. Người phụ nữ lắc đầu, Thanh Nhi, thực lực của Hoang tộc này, con. Ngươi làm chủ. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh chợt vang lên từ phía chân trời, ngay sau đó, thời không xa xăm đột nhiên nứt ra, một ông lão áo bảo trắng chậm rãi bước đến. Thấy ông lão áo bảo trắng này, các cường giả Diệp tộc có mặt nơi đây đều biến sắc, sau đó vội vàng cung kính hành lễ bái kiến lão tổ. Diệp Phong. Người phụ nữ do dự một lúc rồi cũng cung kính hành lễ.
Diệp Phong nhìn Diệp Thanh Nhi ở phía dưới, ánh mắt lạnh lùng, từ khi nào Diệp tộc đã đến lượt ngươi làm chủ rồi. Diệp Thanh Nhi đột nhiên vung tay lên tung trưởng. Diệp Phong còn chưa kịp định hình đã lập tức bị đánh nổ tung, hóa thành một đống máu thịt. Lúc này đây, tất cả mọi người đều đứng hình. Cái gì vậy? Đại trưởng lão nuốt nước bọt, sau đó run rẩy nói, ngài. Ngài ấy là lão tổ đấy. Con, sao con lại giết lão tổ? Đây là đại nghịch. Diệp Thanh Nhi nhìn về phía đại trưởng lão, vậy ông đi theo luôn nhé. Đại trưởng lão lập tức lắc đầu nguầy nguậy, không. Mọi người. Diệp Thanh Nhi nhìn người phụ nữ trước mặt, chuyện của ta, tự ta làm chủ. Nói xong, nàng kéo tay Dương Huyên rời đi. Người phụ nữ đứng tại chỗ im lặng. Diệp Phong là cảnh giới gì? Là thiên nhân cảnh đấy. Nhưng lão lại bị giết trong nháy mắt. Không chỉ có người phụ nữ, mà cường giả Diệp tộc có mặt ở đây cũng ý thức được chuyện này. Không hề bình thường. Đại trưởng lão đột nhiên nói, chúng ta đã đánh giá thấp thiên phú và thực lực của nàng rồi. Mọi người đều im lặng. Đâu chỉ là đánh giá thấp. Bọn họ biết thực lực và thiên phú của Diệp Thanh Nhi đều rất đáng sợ, thế nhưng không ngờ rằng lại khủng bố đến vậy, ngay cả lão tổ mà cũng giết trong chớp mắt được. Lúc này, một trưởng lão đột nhiên nói, nàng đã giết lão tổ. Vậy chẳng phải là đại nghịch bất đạo. Nghe vậy, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía trưởng lão vừa lên tiếng. Đại trưởng lão trầm giọng nói, ông đừng loạn ngôn, Diệp Phong rõ ràng là tự chết, không liên quan gì đến Diệp Thanh Nhi hết. Hơn nữa, thực không dám giấu giếm, Diệp Phong căn bản không phải người của Diệp tộc, lão. Thật ra chỉ là con nuôi mà thôi. Mọi người. Ở một bên khác, Diệp Thanh Nhi dẫn Dương Huyên đi một đường dài, Dương Huyên đang định nói gì đó thì Diệp Thanh Nhi bên cạnh đột nhiên nhíu mày lại, nàng ta ngẩng đầu nhìn thời không xa xôi, ánh mắt thoáng trở nên lạnh lẽo thứ rác rưởi, tự cho bản thân là ghê gớm lắm à. Nói rồi, nàng nhìn Dương Huyên, ta đi giết một cẩu nữ nhân đã, chờ ta. Nói xong, nàng lập tức hóa thành một luồng kiếm quang biến đi mất. Dương Huyên, đi rồi. Dương Huyên chỉ biết ngơ ngác nhìn về phía chân trời, cảm thấy cả người tê dại. Nàng ấy đi giết người sao? Đầu óc hắn trống rỗng, vốn hắn chỉ đến để từ hôn, ai ngờ đâu mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Với lại vị hôn thê của hắn trông như có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng thì phải. Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ nàng ấy mạnh đến kinh khủng. Mạnh đến không hợp lẽ thường. Lão tổ nhà họ Diệp ít nhất cũng phải đến thiên nhân cảnh mà lại bị nàng ấy và cái chết tươi. Giết trong nháy mắt. Quá mức khác thường. Rốt cuộc là nàng ấy mạnh đến đâu vậy chứ? Dương Huyên ôm một dấu chấm hỏi cực lớn với thực lực của Diệp Thanh Nhi. Bởi vì vị cô nương này mang lại cho hắn một cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn cam đoan đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Dương Huyên rơi vào trầm tư một hồi mới nhìn lên chân trời. Tầm nửa giờ sau, thấy Diệp Thanh Nhi vẫn chưa trở về, hắn chợt sinh ra chút bồn chồn. Tuy không biết vì sao nhưng hắn thật sự không mong nàng ấy gặp chuyện gì. Lại đợi thêm một hồi, thấy DTH vẫn chưa về, hắn quyết định đến học viện chúng thần. Hắn đã quyết định từ trước, sau khi từ hôn xong sẽ vào nhập học, bởi vì chúng thần là học viện tốt nhất huyền giới. Không chỉ có thể tu luyện thần thuật mà còn có thể đọc vô vàn thần tịch. Bản thân Dương Huyên không có hứng thú với cái trước, chỉ một lòng tập trung vào cái sau. Hắn không chỉ thích đọc về những thứ được gọi là thần trong đó, mà còn muốn tìm hiểu về lịch sử của toàn bộ chúng thần giới. Bởi vì hắn muốn thử xem những thần tịch ấy có thể giúp ký ức của hắn trở nên rõ ràng hơn không. Dù hắn đã quyết chí sống yên ổn nhưng vẫn muốn biết về những ký ức mơ hồ kia. Hắn rốt cuộc là ai? Để làm vậy thì học viện chúng thần tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, có thể hắn sẽ tìm được manh mối gì đó từ vô số thần tịch để lại từ thời xa xưa. Vừa khéo làm sao, đây chính là thời điểm học viện chúng thần thu nhận học viên. Dương Huyên rời khỏi ven hồ, cất bước đi thẳng đến học viện. Nửa giờ sau, hắn có mặt dưới chân một ngọn núi đồ sộ, ngẩng lên chỉ thấy đỉnh núi chạm mây, chỉ mơ hồ nhận ra bóng dáng của cung điện lầu các trong mây như tiên cảnh. Đây chính là Thần Sơn. Học viện chúng thần được thành lập trên ngọn núi này. Nghe nói năm xưa có một vị thần từng ngộ đạo ở đây, từ đó ngọn núi mới được đặt tên theo. Trên núi là năm pho tượng cao đến nghìn trượng, điêu khắc bốn nam một nữ, ai nấy đều toát ra vẻ uy nghiêm vô hình khiến người khác không dám nhìn trực diện. Bất kỳ ai từ dưới núi lên,
khi thấy năm pho tượng đều không kiềm được mà sinh lòng kính sợ, hành lễ quỳ lạy. Bởi đây chính là tượng của năm vị thần trong truyền thuyết. Nhưng đến lượt Dương Huyên nhìn thấy, hắn không những không cảm thấy kính sợ hay quỳ xuống bái lạy, mà chỉ đơn giản là tò mò. Thần ư? Trong thần tịch hắn từng đọc, bọn họ được miêu tả là những người chí cao vô thượng, không gì không thể, chủ nhân của muôn vàn chúng sinh. Hắn đương nhiên không tin những lời này. Bởi nhìn khắp lịch sử, có cuốn sách sử nào là không bị người thống trị dùng để tẩy não chúng sinh đâu. Vì sao phải tẩy não? Đương nhiên là để dễ bề cai quản hơn rồi. Dương Huyên không nhìn pho tượng nữa mà nhấc chân đi lên núi. Nơi này là thần sơn, vì vậy ai đến đây cũng phải đi bộ mà lên, nếu bay sẽ bị xem là khinh nhờn thần linh. Mà ở huyền giới, đó chính là trọng tội. Dương Huyên tuy không để ý đến thần với trà linh nhưng cũng sẽ không ngu đến nỗi khinh nhờn họ, tự tăng độ khó cho đời mình. Thời gian học viện chúng thần thu nhận học viên là một tháng. Trong thời gian này sẽ có vô số thiên tài yêu nghiệt từ các nơi đổ về, trong đó có một số người được tiến cử, có thể trực tiếp vào học, tỉ như Lý U U. Số còn lại thì cần thông qua khảo hạch. Tỉ như Dương Huyên hắn. Hắn không mất bao lâu đã đi đến sườn núi. Từ trên đây nhìn xuống chỉ thấy phong cảnh vô biên, nhìn hết cảnh núi non, thích mắt vô cùng. Lại tiếp tục lên đường, Dương Huyên nhanh chóng tới được đỉnh núi. Đập vào mắt hắn là một quảng trường lát đá rộng lớn, đã có không ít người tụ tập tại đó, hầu hết đều là thiên tài yêu nghiệt đến từ các thế giới khác nhau, tạo thành bầu không khí nhộn nhịp vô cùng. Hắn nhìn quanh một vòng rồi đến xếp hàng trước một trụ đá có tên trụ trắc thí, chuyên dùng để kiểm tra thiên phú. Tại vũ trụ chúng thần, thiên phú được chia thành 8 loại, tư chất cực phẩm, thiên tài tuyệt thế, yêu nghiệt cái thế, đại đạo chi tử, dị số, người thiên mệnh và biến số. Trong đó, thiên phú tối thiểu để được học viện chúng thần nhận vào chính là thiên tài. Có thể thấy yêu cầu cao đến nhường nào. Trên quảng trường có hơn 100 trụ trắc thí, vậy mà hàng người xếp trước mỗi trụ cũng đã kéo thành một cái đuôi thật dài. Thỉnh thoảng, sự xuất hiện của một yêu nghiệt cái thế lại khiến tất cả xôn xao lên. Trời ơi, đại đạo chi tử! Đúng lúc này, có giọng nói hoảng sợ vang lên cách đó không xa. Bốn chữ cuối khiến toàn bộ quảng trường đọng lại trong giây lát trước khi mọi cái đầu quay phát sang. Chỉ thấy một người nọ đứng trước cây trụ trắc thí đang sáng lên tận 6 bậc. Lục đẳng! Là đại đạo chi tử! Đại đạo chi tử là gì? Từ này dùng để chỉ những ai có đạo vận trên người, tức được đại đạo công nhận. Bọn họ sở hữu thiên phú cao đến đáng sợ. Có khí vận đại đạo bảo vệ, họ không chỉ có thể hóa hung thành cát mà còn được đại đạo phù hộ, tu hành cả đời dễ dàng như ăn cơm uống nước. Nói chi huyền giới, thậm chí xét khắp vũ trụ chúng thần, bọn họ đã là những người xuất sắc top đầu. Dương Huyên nhìn người kia, thấy đó là một thiếu niên cũng 15, 16 tuổi. Y khoác trường bào trắng tinh, sống lưng thẳng tắp như mũi thương lưỡi kiếm, toàn thân tỏa ra khí tức dữ dội. Gương mặt y mang vẻ thản nhiên ôn hòa. Nhưng bên môi là một nụ cười nhỏ bé đến không thể nhận ra. Cho thấy y đang cực kỳ hưởng thụ cảm giác được mọi người để mắt đến. Một trưởng lão học viện chúng thần vội vàng bước ra, thấy thiếu niên kia thì rạng rỡ tươi cười, vị công tử này xưng hô thế nào? Người áo trắng bình thản đáp, Nguyên Thiên từ nhà họ Nguyên ở Bắc Châu. Trưởng lão kinh ngạc, ra là Nguyên Thiên công tử, thiên tài nhà họ Nguyên. Cậu đã thông qua toàn bộ khảo hạch, không cần kiểm tra tiếp nữa. Trực tiếp gia nhập thần viện. Thần viện. Hai chữ này khiến bốn phía xôn xao hẳn lên. Học viện chúng thần chia làm ngoại viện, nội viện và thần viện. Cái đầu tiên là dành cho đệ tử ngoại viện, không có sư phụ riêng mà là một nhóm theo học một thầy, cũng không có tài nguyên tu luyện, cần công pháp gì đó đều phải dùng điểm để đổi. Đãi ngộ của đệ tử nội viện thì khá hơn một chút, có thể nhận một số đạo sư nội viện làm thầy. Các vị này không dạy quá nhiều học sinh. Cùng lắm chỉ 5 đến 6 người, vì vậy sẽ được dạy dỗ chu đáo hơn, quan trọng nhất là còn có người chống lưng cho. Ở những nơi như thế này, chỉ cần có người che chở cho là cuộc sống sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Mà đãi ngộ của thần viện thì còn tốt hơn nhiều lắm. Bởi vì đó là viện cao cấp nhất của học viện chúng thần, các danh sư dạy học đều là những đại nhân vật đứng số 1 số 2 huyền giới, tài nguyên tu luyện thì càng không phải bận tâm. Có thể nói là một bước lên trời. Những người khác thấy Nguyên Thiên được như vậy thì ánh mắt không khỏi toát lên vẻ hâm mộ. Nguyên Thiên này đúng là một bước lên trời. Cuộc sống chính là vậy,
Khi người có thiên phú sinh ra đã đi trước người khác một khoảng, thậm chí vạch xuất phát của người ấy còn là điểm kết thúc của người khác. Nguyên Thiên vẫn tỏ ra bình thản khi nghe trưởng lão học viện tuyên bố, chỉ gật đầu rồi đi theo ông ta trong những ánh mắt hâm mộ của người khác. Lúc này vừa khéo đến lượt Dương Huyên, hắn bèn thu tầm mắt về. Hắn bước tới trước trụ Trắc Thí, đặt tay phải lên. Ầm, cây trụ vỡ toang trong chớp mắt, khiến ai nấy có mặt đều sửng sốt. Chuyện gì thế này? Dương Huyên cũng chẳng hiểu gì hết, chẳng lẽ trụ có vấn đề à? Một trưởng lão đi đến, hết nhìn Dương Huyên rồi lại nhìn trụ Trắc Thí một hồi, chân mày nhăn lại. Trụ có vấn đề thật. Đoạn ông ta quan sát Dương Huyên, hỏi thần biến cảnh. Hắn không có gì để giấu giếm, bèn gật đầu. Trưởng lão gật gù, mới tuổi này mà đã được như thế cũng xem như hiếm thấy, vào nội viện đi. Vào nội viện, lời này lại khiến những người khác bày tỏ hâm mộ. Tuy không đến mức một bước lên cao như Nguyên Thiên nhưng cũng đã là cơ duyên to lớn rồi. Dương Huyên chỉ gật đầu đáp, đa tạ trưởng lão. Trưởng lão nói, theo ta. Rồi dẫn hắn rời khỏi quảng trường. Một hồi sau, hai người đi xuyên qua một loại dãy núi, đi đến một đỉnh núi nọ. Trưởng lão học viện giới thiệu, nội viện có tổng cộng 9 vị đạo sư. Chốc nữa ngươi vào nội điện, họ sẽ dùng thần thức theo dõi ngươi. Ai nhìn chúng ngươi thì người ấy sẽ xuất hiện, không có ai thì ngươi chỉ có thể về ngoại viện, hiểu chưa? Dương Huyên gật đầu, hiểu rồi. Trưởng lão lại đưa hắn đến trước một gian đại điện, nơi đã có mười mấy thiếu niên xếp hàng. Ông ta rậm xoay người rời đi. Thì nghe Dương Huyên hỏi, trưởng lão xưng hô thế nào? Ông ta nghe vậy thì quay lại nhìn hắn, nói, gọi ta Vân trưởng lão là được. Sau đó rời đi. Dương Huyên gật đầu, ghi nhớ cái tên này vào lòng. Đúng lúc này, một luồng khí thức hùng hậu chợt quét ngang bốn phía, một ông lão xuất hiện dẫn một thiếu niên đi. Hiển nhiên là thiếu niên đã được ông lão lựa chọn. Những người khác xếp hàng bên ngoài đều tỏ vẻ hâm mộ. Lại một thiếu niên bước vào trong. Một hồi sau, hắn ta lê bước đi ra đầy ủ rột, trong mắt là vẻ không cam. Hắn ta không được chọn rồi. Một khi đã vậy thì chỉ có thể trở về ngoại viện, nơi có đãi ngộ như trên trời dưới đất với nội viện. Thiếu niên thần sắc ảm đạm kia nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt họ. Khi người kế tiếp chuẩn bị đi vào, chợt nghe một giọng nói già nua vang lên từ bên trong, tất cả vào đi. Cùng đi vào một lượt. Bọn họ nghe vậy thì có một thoáng chần chừ trước khi làm theo. Dương Huyên nhìn quanh nội điện, thấy bốn bề trống trải vô cùng, chỉ có năm pho tượng bên trong. Là tượng của năm vị thần kia. Họ sáng lập học viện chúng thần, vì vậy cũng được học viện tôn sùng. Những người khác thấy năm pho tượng thì vội vàng hành lễ. Gặp thần, ai dám không kính sợ chứ? Dương Huyên liếc nhìn năm pho tượng rồi khom người theo, nhưng đúng lúc lưng hắn cong xuống. Quỳnh! Năm pho tượng vỡ tan tành trong nháy mắt, khiến tất cả đều sửng sốt. Cảnh năm pho tượng vỡ tan tành khiến Dương Huyên bị sốc không nhẹ. Gì vậy? Tượng thần mà cũng vỡ được à? Đương lúc không ai hiểu đầu cua tai nheo gì, một ông lão mặc thần bào bất ngờ xuất hiện trong nội điện. Đôi mắt ông ta vừa lia tới những mảnh tượng vỡ thì co lại, tràn đầy khiếp sợ. Tượng thần vỡ ư? Ông lão nhìn những mảnh tượng văng tung tóe khắp nơi với vẻ ngỡ ngàng, không biết phải làm sao. Sau đó là những trưởng lão khác của học viện chúng thần bước vào, ai nấy đều há hốc mồm khi thấy tình trạng tượng thần. Làm sao mà tượng thần lại vỡ được? Ngoài hoảng hốt ra, có không ít người còn đặt điều nghi vấn. Một ông lão cầm cây trượng đen cất giọng âm u, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các trưởng lão im lặng chờ đợi để xem mọi chuyện là như thế nào. Nhưng học viên đứa nào đứa nấy đều mặt xám mày cho, không dám rên một tiếng, vẫn còn chưa hết khiếp sợ. Trưởng lão dẫn đầu nhìn đám học viên gần đó với ánh mắt tăm tối. Các trưởng lão còn lại cũng nhìn nhóm Dương Huyên. Bọn học viên thấy vậy thì biến sắc, trong lòng càng quính lên. Ánh mắt trưởng lão dẫn đầu tựa như lưỡi kiếm xuyên thấu lòng người, các ngươi có biết chuyện gì vừa xảy ra không? Bọn học viên lắc đầu nguầy nguậy. Trưởng lão dẫn đầu nhíu mày, nghe một trưởng lão mặc trường bào trắng đứng cạnh nói, đại trưởng lão, chúng đều là đệ tử sơ tuyển của nội viện, hẳn là không biết gì. Hơn nữa tượng thần có thần lực bảo vệ, chúng tuyệt đối không thể phá. Các trưởng lão khác gật gù tán đồng. Mấy đứa học viên sơ tuyển này đến dũng khí phá tượng còn không có, nói chi đến năng lực ấy.
Đại trưởng lão im lặng nhìn đám học viên lo sốt vó một hồi mới phẩy tay các ngươi đi đi. Lời này của ông ta như dỡ bỏ gánh nặng, để đám học viên cuống quýt lui ra. Dương Huyên thoáng nhìn những mảnh tượng vỡ một lần cuối rồi đi theo. Bên trong điện, đại trưởng lão nhìn những mảnh tượng với đôi mày nhíu chặt, tự hỏi vì sao chúng lại vỡ ra. Trưởng lão áo trắng kia lại nói, chuyện này có phần kỳ lạ. Đại trưởng lão, tượng thần vỡ, một là do người làm, hai là điềm báo bất tường. Điềm báo bất tường. Lời này khiến chúng trưởng lão đang có mặt cả kinh. Một người vội nói, nghe nói chúng thần điện chúng ta đang giao chiến cùng vũ trụ quan huyên, chẳng lẽ đây là vì họ? Vũ trụ quan huyên. Có thể đa số người huyền giới chưa nghe đến cái tên này, nhưng những người như họ đương nhiên đều biết đến. Chiến thần điện đang giao chiến cùng thế lực này trong dòng sông Tuế Nguyệt, hơn nữa cục diện hiện tại còn không khả quan cho lắm. Đại trưởng lão chợt cất tiếng, chẳng lẽ kẻ địch đã đánh vào nội bộ chúng ta? Các trưởng lão khác hoảng sợ. Đánh vào đây rồi ư. Nhưng đại trưởng lão lại lắc đầu, mặc kệ thế nào đi nữa, từ giờ trở đi phải cẩn thận từng chút một. Ông ta liếc nhìn xung quanh, dựng lại tượng thần rồi cắt cử người đến canh gác. Các trưởng lão thi lễ rồi thối lui. Bên ngoài điện, Dương Huyên và các học viên khác vẫn đang trật tự chờ đợi. Ai nấy đều thấp thỏm trong lòng, bởi vì ai đến đây mà chẳng mang theo hy vọng của gia tộc. Nếu không được lựa chọn mà bị loại bỏ trực tiếp thì đó không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến họ mà còn đến cả gia tộc. Nhưng Dương Huyên thì không xoắn suýt thế, mà vốn hắn cũng chẳng mặn mà gì với danh phận học viên nội viện. Hắn chỉ muốn biết vì sao tượng thần lại vỡ. Có gì đó bất thường ở đây. Nhưng hắn nghĩ mãi mà chẳng thông. Đúng lúc này, có một trưởng lão đi đến, nhìn đám học viên một lượt rồi nói, không phải sợ, chuyện tượng thần không liên quan đến các ngươi. Bọn trẻ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Trưởng lão tiếp tục, các ngươi đến ngoại viện báo danh trước đi. Ngoại viện. Lời này của trưởng lão khiến đôi mắt các học viên ánh lên vẻ thất vọng. Rõ ràng bọn chúng vốn có cơ hội được bước vào nội viện. Mà bây giờ lại bị đẩy thẳng sang ngoại viện rồi. Nhưng thôi, ít nhất còn được ở lại học viện chúng thần, vẫn còn cơ hội vào nội viện lại. Thế là các học viên thi lễ rồi đồng loạt đi sang ngoại viện. Trên đường đi, thiếu niên đi cạnh Dương Huyên cất tiếng, vị huynh đài này xưng hô thế nào? Hắn nhìn lại, đáp Dương Huyên. Thiếu niên cười tâu, chào Dương Huynh, ta tên Tiêu Hàn, đến từ Bắc Châu. Dương Huyên đáp lễ, hạnh ngộ. Tiêu Hàn buông tiếng thở dài, cứ tưởng sẽ được vào nội viện, ai ngờ lại xảy ra cớ sự này. Rồi lại chuyển sang giọng nghi ngờ, Dương Huynh nghĩ vì sao tượng thần lại tự dưng vỡ ra. Dương Huyên lắc đầu, ta không biết. Tiêu Hàn lầm bầm, lạ thật đấy. Dương Huyên chỉ cười không đáp. Tiêu Hàn chợt nhìn sang, huynh nói huynh tên Dương Huyên. Hắn gật đầu, sao vậy? Tiêu Hàn hơi nhíu mày, nghe quen quen. Dương Huyên ngờ vực lặp lại, quen à? Tiêu Hàn gật đầy, phải. Trước khi Dương Huyên kịp mở miệng, bọn họ đã đi đến một gian đại điện khác. Một vị trưởng lão ngoại viện xuất hiện trước mặt. Nhìn họ một lượt rồi nói, từ giờ trở đi, các ngươi chính là học viên ngoại viện của học viện chúng thần. Sau khi gia nhập, các ngươi phải tuyệt đối vâng theo nội quy, nghiêm cấm vi phạm. Ông ta vung tay lên, để từng tấm lệnh bài bằng gỗ xuất hiện trước mặt các học viên. Trưởng lão ngoại viện, đây là học bài, cũng chính là thứ tượng trưng cho thân phận của các ngươi. Các học viên nhanh chóng cất học bài của mình vào. Trưởng lão dặn dò một số chuyện cần chú ý rồi thì đưa họ đi đến chỗ ở. Ngoại viện phong. Đây là nơi trú ngụ của đệ tử ngoại viện, có cả nghìn tòa viện đơn dành cho một người ở. Có thể thấy đại ngộ của học viện chúng thần vẫn rất cao. Dọn đồ vào rồi, Dương Huyên rời khỏi ngoại viện phong, trở lại tàng thư lâu. Đây là thư viện của học viện chúng thần, cất giữ vô số sách cổ quý giá. Vì không có sự hiện diện của công pháp về võ kỹ hay thần thuật mà nơi này mở cửa cho tất cả mọi người, không hề thu phí. Dương Huyên bước vào. Phát hiện bên trong không có lấy một bóng người. Vừa đúng ý, hắn không khỏi mỉm cười. Hắn thích bầu không khí an tĩnh này. Dương Huyên tìm đến một góc bên cửa sổ, gọi một quyển thần tịch xuất hiện trong tay. Vừa mở ra, nội dung bên trong đã hóa thành từng luồng tin tức phóng thẳng vào đầu hắn. Từ đó trở đi, ngày nào Dương Huyên cũng ngồi lì ở tàng thư lâu đọc sách. Hắn thích đọc hơn tu luyện nhiều. Mà tu luyện ấy à?
hắn vẫn cho rằng đó là chuyện dễ như bớn, dù sao trước giờ chưa từng luyện gì đàng hoàng, có những thứ chỉ cần nhìn là biết, làm là thành công. Diệp tộc. Một hôm nọ, có một vị khách đến thăm, đó là một thanh niên chừng 20 tuổi, thân khoác trường bào màu trắng, tay phe phẩy quạt xếp, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, toàn thân tỏa ra khí thế vô hình của kẻ bề trên. Đi theo sau y là một lão già trong bộ áo bào đen rộng thùng thình và gương mặt vô hồn như xác sống. Sự xuất hiện của họ được cả Diệp tộc ra chào đón. Bởi vì thanh niên này là thiếu tộc trưởng của hoang tộc ở chúng thần giới hoang dân. Hoang tộc là đại tộc siêu phàm vượt xa Diệp tộc, hơn nữa nghe nói họ còn có cường giả đảm nhiệm vị trí quan trọng trong chúng thần điện. Hoang dân không thèm để tộc nhân Diệp tộc vào mắt, trực tiếp đi thẳng vào đại điện, an tọa trên ghế chủ vị. Hành động này khiến sắc mặt tộc nhân Diệp tộc xa sầm. Kẻ này không có ý tốt. Chỉ thấy hoang dân nhìn họ một lượt rồi nói, tổ tiên Diệp tộc trước kia từng chấp nhận liên hôn với hoang tộc chúng ta, hôm nay ta đến đón Diệp Thanh Nhi cô nương đi. Đúng là không có ý gì tốt, sắc mặt người Diệp tộc càng thêm khó xem. Nữ tộc trưởng Diệp tộc lên tiếng, không giấu gì hoang công tử, Thanh Nhi đã có hôn ước từ thuở còn thơ rồi. Hoang dân gật đầu, ta có biết. Rồi nhíu mày ra chiều không vui, nhưng sao Dương tộc còn chưa hủy hôn đi? Bọn chúng vô tri đến thế à? Người Diệp tộc không dám hé răng. Hoang dân đứng bật dậy, ta đến Dương tộc một chuyến. Một trưởng lão Diệp tộc bỗng nói, Hoang thiếu gia, người có hôn ước với tiểu thư Dương Huyên hiện đang ở học viện chúng thần. Thế à? Hoang dân lạnh nhạt nói, tiết kiệm thời gian vậy cũng tốt. Ta sẽ đến học viện chúng thần. Dứt lời, y đứng dậy rời đi. Sắc mặt các cường giả Diệp tộc xa sầm theo. Đợi hoang dân và lão già kia biến mất rồi, một trưởng lão lên tiếng, ta thấy liên hôn với hoang tộc cũng không tệ, khi ấy địa vị của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Người phụ nữ lại lắc đầu, Thanh Nhi sẽ không đồng ý. Trưởng lão kia gằn giọng, tộc trưởng, thứ cho ta nói thẳng, ngài đã quá chiều chuộng nàng rồi. Thân là con cháu Diệp tộc thì phải đặt gia tộc lên làm đầu, tình cảm cá nhân chỉ là thứ yếu. Đại trưởng lão lạnh lùng liếc sang, Mộc trưởng lão nói rất hay, đợi Thanh Nhi trở lại thì ông đi dạy dỗ nàng nhé. Trưởng lão kia nghe vậy thì mặt mày trắng bệch, từ chối ngay lập tức, ta không đi. Dạy dỗ Diệp Thanh Nhi. Dạy dỗ cái người dám giết cả tổ tông đó ư. Ai dám, ngại sống dài quá hay gì. Đại trưởng lão, Diệp Thanh Nhi tự có chủ kiến, Dương công tử cũng không phải hiền lành, để họ tự giải quyết đi. Người phụ nữ gật đầu, chuyện đã vậy, chỉ có thể để họ tự giải quyết. Bà buông tiếng thở dài vô thố. Học viện chúng thần. Từ khi đến đây, Dương Huyên ngoại trừ đọc sách thì chỉ có đọc sách, mà vẫn chỉ ngồi tại một chỗ. Hắn vốn đã mang lòng tò mò với lịch sử của chúng thần điện. Tiếc rằng nơi này lại không có ghi chép về thần thuật thứ mà hắn vẫn luôn hiếu kỳ muốn biết xem, rốt cuộc là nó lợi hại hơn hay những phương pháp tu luyện trong đầu hắn lợi hại hơn. Nếu những thứ trong đầu hắn lợi hại hơn thì, thân phận của hắn rõ ràng là khó nói rồi đây. Hắn vẫn luôn cho rằng mình là vị đại lão nào đó, bằng không thì chẳng có lời giải thích nào cho những thứ trong đầu. Nhưng nghi vấn mà không có bằng chứng thì vẫn là nghi vấn. Một hồi sau, hắn đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời đã ngả về tây, hoàng hôn nơi chân trời đang dần tan đi. Dương Huyên đặt sách xuống, đứng dậy rời đi. Đến giờ cơm rồi. Tuy hắn là người tu luyện nhưng chưa đạt đến cảnh giới có thể ích cốc, một ngày vẫn cần 3 bữa cơm. Trên đường đi tới nhà ăn, Dương Huyên bắt gặp một thanh niên đi đến. Người này ăn mặc xa hoa, bên ngực trái đeo một lệnh bài gỗ. Hắn nhận ra đó là lệnh bài tượng trưng cho thân phận của học viên nội viện. Thanh niên chăm chú nhìn hắn, ngươi là Dương Huyên. Hắn gật đầu, các hạ là. Thanh niên cười, Trần Thanh của nội viện. Dương Huyên không biết người này, bèn giữ im lặng. Trần Thanh, nghe nói người có hồn ước với Diệp Thanh Nhi cô nương của Diệp tộc. Dương Huyên tỉnh bơ đáp, phải. Trần Thanh cười nói, thứ cho ta nói thẳng, Dương Huyên ngươi không xứng với nàng ấy. Hắn chỉ ở một tiếng đáp lại. Thái độ của hắn khiến Trần Thanh cau mày, ngươi có ý gì? Dương Huyên chỉ hỏi lại, ngươi có việc gì không? Ánh mắt Trần Thanh nhìn hắn trở nên dữ dằn, ta muốn ngươi giải trừ hôn ước với Diệp Thanh Nhi cô nương. Dương Huyên chỉ bình thản hỏi, là ngươi muốn hay người khác muốn? Trần Thanh khẽ cười, đã nghe về hoang tộc chưa? Dương Huyên nhíu mày,
Hắn đã nghe người Diệp tộc nhắc về hoang tộc này, khi ấy đã cho rằng bọn chúng rất phiền, nào ngờ cái phiền này lại đến nhanh như vậy. Sắc mặt Dương Huyên khiến Trần Thanh cho rằng hắn chưa nghe qua, bèn bật cười, cũng phải, lấy thực lực và nhân mạch của ngươi, chưa nghe về hoang tộc cũng là bình thường. Dương Huyên chợt hỏi, Trần Huynh, chúng ta có thủ oán gì sao? Trần Thanh khẽ ngẩn ra rồi đáp, không thù không oán. Dương Huyên khó hiểu, đã vậy thì ngươi đến gây hấn với ta làm gì? Nụ cười trên mặt Trần Thanh dần biến mất, lại nghe Dương Huyên nói, ta biết ngươi muốn lấy lòng hoang tộc. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, làm người không làm, lại đi làm chó cho kẻ khác là sao? Láo toét! Trần Thanh căm phẫn thét lên, phóng ra khí thế hùng hậu bao trùm Dương Huyên, dám nhục mạ ta. Ta giết mi! Đúng lúc y muốn ra tay, Dương Huyên chợt búng ngón cái vào chuôi kiếm. Xoẹt! Trần Thanh chưa kịp phản ứng thì đã đầu lìa khỏi cổ, bay xa tận vài trượng. Những người xung quanh ngây ra như phỗng. Dương Huyên nhìn thủ cấp lăn lông lốc kia một hồi lâu mới nói, thật lòng ta không muốn giết ngươi, nào ngờ ngươi lại yếu đến vậy, đến một kiếm của ta cũng không đỡ nổi. Dứt lời, hắn còn thu nhẫn chứa đồ của đối phương vào. Trần Thanh, mọi người, giết người cướp của kìa. Toàn thể học viên ngoại viện có mặt không biết phải làm gì. Không ai nghĩ tới Dương Huyên này lại dám giết học viên nội viện, mà mấu chốt là hắn giết được. Phải biết tài nguyên mà học viên nội viện có được là thứ mà ngoại viện không dám mơ tới, vì vậy nên họ mạnh hơn ngoại viện nhiều lắm. Ấy vậy mà Trần Thanh còn không chống đỡ nổi trước một kiếm. Đúng là quá sức tưởng tượng. Chỉ thấy Tiêu Hàn kia vội vã đi tới, run rẩy hỏi Dương Huyên, Dương Huynh. Sao Huynh lại giết người? Dương Huyên chỉ đáp, y gây hấn trước. Tiêu Hàn cười khổ, Trần Thanh này là học viên ưu tú của nội viện. Không chỉ có thiên phú yêu nghiệt mà nội viện còn có đạo sư nhà họ Tiêu. Y gây hấn thì huynh chịu khó nhịn xuống thôi, huynh có biết giết hắn là gặp họa lớn không hả? Không chỉ đắc tội với nhà họ Tiêu mà còn với đạo sư của y. Huynh không sợ sao? Sợ. Dương Huyên chỉ cười, người sống trên đời, đắc tội vài kẻ, làm sai vài chuyện cũng không sợ, sợ là sống mà phải nhún nhường, dè dặt vì lợi ích chung. Sợ này sợ kia, đánh mất huyết tính. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói, đôi khi người sống càng hiền lại càng chịu khổ, thế nên. Đã sống thì phải ác lên. Làm người phải tàn nhẫn một chút. Dương Huyên hiểu rõ, đối mặt với sự hùng hổ của Trần Thanh, nếu hắn cầu xin tha thứ, chắc chắn sẽ không được đối phương nương tay, mà đối phương còn sẽ được nước lấn tới. Rất nhiều lúc con người là như thế, người càng hiền lành, người khác sẽ càng bắt nạt ngươi. Ngươi nói phải trái với người ta. Người ta sẽ giở trò lưu manh với ngươi. Ngươi giở trò lưu manh với người ta sẽ nói phải trái với ngươi. Nắm đấm mới là chân lý duy nhất trên thế gian. Vì thế, đối mặt với sự hùng hổ và khiêu khích của Trần Thanh, hắn lựa chọn giết chết, giải quyết vấn đề từ căn nguyên, lão tử sẽ khiến ngươi không có cả cơ hội hối hận. Nghe thấy lời của Dương Huyên, sắc mặt Tiêu Hàn lập tức trở nên hơi phức tạp, cũng không nói thêm gì nữa. Vì hắn ta cảm thấy Dương Huyên không phải một người ngu ngốc, một người có thể dễ dàng giết chết một thiên tài cấp bậc tông sư nhất định không phải người bình thường. Lúc này, mấy trưởng lão mặc thần bào đột nhiên kéo đến từ phía xa. Thấy cảnh này, các học viên ngoại viện vội vàng cung kính hành lễ. Trưởng lão dẫn đầu là một ông lão tóc bạc, người cao gầy, trông rất gầy yếu, nhưng đôi mắt lại sắc bén tựa như dao. Mà người này chính là sư phụ của Trần Thanh. Khi nhìn thấy thi thể của Trần Thanh, sắc mặt lão ta thoáng chốc trở nên rất khó coi. Lão ta quay đầu nhìn Dương Huyên ở một bên, không hề nhiều lời mà lập tức đấm về phía Dương Huyên, lực đấm mạnh mẽ trong cú đấm lập tức kéo về phía Dương Huyên như nước lũ và mãnh thú, muốn lập tức giết chết Dương Huyên. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh thay đổi sắc mặt, vội vàng lùi lại, rất sợ bị ảnh hưởng. Nhìn thấy ông lão đánh một phát về phía mình, ánh mắt Dương Huyên thoáng chốc trở nên lạnh như băng. Hắn cũng không nhiều lời mà tiến lên một bước, ngón cái nhẹ nhàng chỉ vào vỏ kiếm Thanh Huyên. Ong! Một tiếng kiếm reo vang lên, kiếm Thanh Huyên bay ra khỏi vỏ, chém thẳng về phía nắm đấm của ông lão. Thấy Dương Huyên so chiêu với mình, ông lão kia lập tức tỏ vẻ khinh thường, một học viên ngoại viện cũng dám so chiêu với lão ta ư. Tự tìm đường chết. Nhưng khi nắm đấm của lão ta tiếp xúc với kiếm của Dương Huyên, sắc mặt lão ta thoáng chốc thay đổi, muốn thu đòn. Nhưng đã muộn rồi. Xoẹt!
Kiếm thanh huyền của Dương Huyên thẳng thừng bổ đôi bàn tay của ông lão, nhưng cũng may vào thời điểm mấu chốt này, ông lão tóc bạc đã lùi về sau khoảng 10 trượng. Nhưng một cánh tay của lão ta đã biến mất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt. Giáo viên nội viện lại thua. Mọi người đều tỏ vẻ khó tin, nhìn về phía Dương Huyên như đang nhìn quái vật. Phải biết rằng đi là trưởng lão nội viện đấy. Lúc này, ông lão cũng tỏ vẻ khó tin, lão ta nhìn chằm chằm Dương Huyên, ngươi. Nhưng Dương Huyên lại đột nhiên biến mất. Vụt! Một tia kiếm quang chém thẳng về phía ông lão tóc bạc. Nếu đã đến nước này, thì đương nhiên phải giết người giết đến cùng, tiễn lão ta về trời. Thấy Dương Huyên tấn công, sắc mặt ông lão tóc bạc thoáng chốc thay đổi, lão ta không ngờ một học viên ngoại viện nho nhỏ lại có ý đồ muốn giết lão ta, lập tức không khỏi nổi giận quát lên, láo xược, không ngờ ngươi dám. Lời nói chưa đến, kiếm của Dương Huyên đã chém tới, nhanh như tia chớp. Ông lão thầm thấy hoảng hốt, học viên ngoại viện này trở nên đáng sợ như thế từ bao giờ vậy? Ông lão không dám đỡ chiêu kiếm này của Dương Huyên, muốn lùi về sau, nhưng lúc này, tốc độ kiếm của Dương Huyên đột nhiên tăng lên. Phập! Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, kiếm của Dương Huyên thẳng thừng đâm thủng qua giữa chân mày của ông lão tóc bạc. Thân thể ông lão tóc bạc trở nên cứng đờ, hai mắt trợn tròn. Xung quanh trở nên yên lặng như tờ. Giết trưởng lão! Tất cả mọi người đều bị Dương Huyên làm khiếp sợ. Thiếu niên này điên rồi à? Ngay cả trưởng lão nội viện mà cũng dám giết. Láo xược. Lúc này, một tiếng hét giận dữ như sấm mùa xuân vang lên từ phía xa, sau đó, thời không nứt ra, một ông lão mặc trường bào màu trắng phá không bay đến. Nhìn thấy ông lão, tất cả mọi người đều cung kính hành lễ, bái kiến nguyên trưởng lão. Nguyên trưởng lão. Đây chính là trưởng lão đứng đầu nội viện, người đứng đầu nội viện. Nguyên trưởng lão xuất hiện ở chỗ cách trước mặt Dương Huyên không xa. Khi thấy ông lão tóc bạc đã tắt thở, sắc mặt ông ta lập tức trở nên vô cùng u ám, ông ta nhìn chằm chằm Dương Huyên, một khí thế lập tức giam cầm lấy hắn, không ngờ ngươi lại dám giết trưởng lão. Dương Huyên bình tĩnh đáp, là lão ra tay trước. Đương nhiên là hắn không sợ. Lúc chưa rời khỏi Thanh Thành, hắn cảm thấy bản thân cần che giấu thực lực, phát triển khiêm tốn. Sau khi ra ngoài, hắn mới phát hiện, rất nhiều lúc, ngươi không gây chuyện, nhưng sẽ có chuyện tìm đến ngươi. Lùi một bước, chắc chắn không thể đổi lấy trời cao biển rộng, chỉ sẽ khiến đối phương được voi đòi tiên. Dù sao quen với sinh tử, không phục thì đánh thôi. Nguyên trưởng lão nhìn chằm chằm Dương Huyên, trong mắt chứa đựng sát khí, hắn ra tay trước ư. Dương Huyên gật đầu, trả lời đúng mực, đúng thế. Nguyên trưởng lão nhìn chằm chằm Dương Huyên, không nói gì, nhưng một luồng khí thế vô hình đã bao phủ lấy hắn. Dương Huyên cau mày. Đặt ngón cái tay trái lên chuôi kiếm, vào lúc hắn đang suy xét sau khi tiễn ông già này đi thì phải bỏ chạy thế nào, thì một ông lão mặc trường bào đột nhiên xuất hiện bên phải của hắn. Thấy ông lão này, mấy người nhóm nguyên trưởng lão lập tức sửng sốt, sau đó cung kính hành lễ, mục viện trưởng. Mục viện trưởng của học viện chúng thần. Nghe thấy lời của nguyên trưởng lão, tất cả học viên đang có mặt vội vàng cung kính hành lễ. Mục viện trưởng không quan tâm đến mọi người. Lão chậm rãi đi đến trước mặt Dương Huyên. Lão quan sát Dương Huyên một lúc, sau đó nói, đi theo ta. Dương Huyên hơi nghi ngờ. Nguyên trưởng lão kia thoáng do dự, sau đó nói, viện trưởng, hắn đã giết chết học viên nội viện Trần Thanh và trưởng lão nội viện, theo tội phải tru di cửu tộc. Mục viện trưởng chợt xoay người tát một cái. Chát! Nguyên trưởng lão còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay. Mọi người! Sau khi bò dậy, nguyên trưởng lão tỏ vẻ ngơ ngác, viện trưởng, ngài. Mục viện trưởng khẽ thở dài, lão chậm rãi đi tới trước mặt nguyên trưởng lão, sau đó kéo lão sang một bên, người không nhận ra là hắn rất yêu nghiệt sao. Nguyên trưởng lão. Mục viện trưởng nhìn Dương Huyên vẫn vô cùng bình tĩnh phía xa với nét mặt phức tạp, nói tiếp, 16 tuổi đã có thể giết chết trưởng lão nội viện bằng một kiếm, yêu nghiệt như thế, nhìn khắp toàn bộ học viện chúng thần chúng ta cũng không thể tìm ra người thứ hai. Vậy mà ngươi còn muốn giết hắn, ngươi nghĩ cái gì vậy? Sắc mặt nguyên trưởng lão hơi khó coi, mục viện trưởng, hắn đúng là rất yêu nghiệt, nhưng hắn giết chết học viên và trưởng lão của nội viện, đây chính là tội lớn. Hồ đồ! Mục viện trưởng nổi giận, rõ ràng là Trần Thanh kia ra tay với Dương Huyên trước, sao ngươi có thể nói đây là lỗi của hắn được? Cả người nguyên trưởng lão đã tê dại.
Đương nhiên ông ta hiểu ý Mục viện trưởng là thấy Dương Huyên thiên phú hơn người, muốn bảo vệ hắn. Nguyên trưởng lão trần trừ một lát, sau đó nói, viện trưởng, người này là Dương Huyên có hôn ước với Diệp Thanh Nhi của Diệp tộc, mà bây giờ, thế tử Hoang Mân của Hoang tộc cũng có ý với Diệp Thanh Nhi cô nương kia. Ý ông ta là, nếu muốn bảo vệ Dương Huyên thì chẳng khác nào kết thù với Hoang tộc. Hoang tộc, đây chính là gia tộc hàng đầu chúng thần giới. Dù là học viện chúng thần cũng không dám tùy ý đắc tội. Nhưng Mục viện trưởng lại cười khẩy một tiếng, ngu xuẩn. Sắc mặt nguyên trưởng lão hơi khó coi. Mục viện trưởng nói tiếp, nếu để Dương Huyên bị Hoang Mân ức hiếp ngay tại học viện, thì học viện chúng thần chúng ta còn mặt mũi gì nữa? Nguyên trưởng lão im lặng. Mục viện trưởng nhìn nguyên trưởng lão một cách bình thản, sau đó nói, nghe nói Dương Huyên này có thánh thể vô địch, nhưng sau đó lại nghe nói hắn đã trở thành một tên vô dụng. Nhưng hôm nay, thực lực của hắn đáng sợ như thế, việc này có ý nghĩa thế nào? Chứng tỏ là nắm đỏ hắn chỉ đang nhún nhường, hơn nữa, thực lực của hắn như thế, khó đảm bảo phía sau có đại lão tuyệt thế dạy dỗ hay không? Đối với thiên tài thế này, sao học viện chúng thần chúng ta có thể quá tuyệt tình được? Trần Thanh và sư phụ của hắn ngu xuẩn, sẵn lòng làm tay sai cho người khác, rơi vào kết cục thế này, chẳng lẽ ngươi cũng muốn thế à? Sắc mặt nguyên trưởng lão hơi khó coi. Mục viện trưởng nói tiếp, Hoang tộc đúng là không đắc tội nổi, nhưng chúng ta đắc tội nổi thiếu niên này sao? Ngươi dám đảm bảo người đứng sau thiếu niên này yếu hơn Hoang tộc không? Nguyên trưởng lão nhìn Dương Huyên đang vô cùng bình tĩnh phía xa, im lặng không nói. Mẹ kiếp! Tên chết tiệt này nói giết người là giết, nếu nói sau lưng không có ai, ông ta cũng không tin. Hơn nữa, sau khi giết người đến bây giờ, hắn vẫn luôn rất bình tĩnh, quá bình tĩnh. Không hề có vẻ sợ hãi. Điều này không phải vì hắn lợi hại thì cũng vì sau lưng hắn có người lợi hại. Mục viện trưởng nhìn Dương Huyên phía xa, sau đó nói, chúng ta cho hắn một ơn tình, nhưng cũng không cần đắc tội với Hoang tộc. Nếu Hoang tộc thắng, thì chúng ta cũng không mất gì, nhưng nếu hắn thắng, ơn tình của chúng ta sẽ nhận được đền đáp to lớn. Nghe thấy lời của Mục viện trưởng, nguyên trưởng lão thầm thở dài, không thể không nói, đạo hạnh của ông ta vẫn còn thấp quá. Trước đó sở dĩ ông ta vội vàng muốn nhằm vào Dương Huyên như thế là vì muốn lấy lòng Hoang tộc, nhưng ông ta lại quên mất một điều, đó là Dương Huyên. Người này có đơn giản không? Bây giờ tỉnh táo lại, thiếu niên này cực kỳ không đơn giản. Nếu ông ta vì lấy lòng Hoang tộc mà đẩy Dương Huyên vào chỗ chết, lỡ như người đứng sau hắn còn lợi hại hơn cả Hoang tộc, thì chẳng phải ông ta sẽ toi đời sao? Hơn nữa, lấy lòng Hoang tộc cũng chẳng có lợi ích gì. Nhưng một khi gặp chuyện xấu còn có thể sẽ chết. Nghĩ thế, trên khuôn mặt già nua của nguyên trưởng lão lập tức có mồ hôi lạnh chảy xuống, xem ra sau này ông ta phải đọc sách nhiều hơn, nếu không, đầu óc cũng ngày càng lú lẫn rồi. Mục viện trưởng chậm rãi đi tới trước mặt Dương Huyên, thấy ngón cái tay trái của Dương Huyên vẫn đang đặt lên chuôi kiếm, lão khẽ cười, sau đó nói, người giết Trần Thanh và sư phụ của hắn cũng không phải lỗi do ngươi, ta sẽ không vì thế mà xử phạt ngươi. Nhưng ta phải cho ngươi biết, sở dĩ Trần Thanh gây chuyện với ngươi là vì Hoang tộc, thế tử Hoang Mân của Hoang tộc đang ở trong thành, hắn ta sẽ tiếp tục gây chuyện với ngươi. Dương Huyên gật đầu, ta hiểu. Mục viện trưởng nhìn Dương Huyên, hiện tại ngươi có hai sự lựa chọn, thứ nhất, tiếp tục ở lại trong học viện, nhưng ta không thể đảm bảo rằng ngươi có thể bình yên vô sự, vì Hoang tộc rất mạnh. Thứ hai, ta sắp xếp cho ngươi và Hoang Mân một trận đấu sinh tử, hai bên chiến đấu công bằng. Sống hay chết đều do bản thân quyết định. Đương nhiên vẫn còn sự lựa chọn thứ ba, đó là rời khỏi học viện, trốn đi nơi khác. Nhưng nếu ngươi trốn, chắc chắn Hoang tộc sẽ giận cá chém thớt lên Dương tộc. Dương Huyên ngẫm nghĩ, sau đó cất lời, cách thứ hai. Mục viện trưởng như đã đoán trước, vì thế cũng không quá bất ngờ, ông ta lập tức gật đầu, được thôi, ta sẽ sắp xếp cho ngươi. Dứt lời, lão nhìn Dương Huyên, sau đó nói, có tự tin không? Dương Huyên đáp, phải thử mới biết được. Mục viện trưởng gật đầu, ta sẽ sắp xếp. Không cần sắp xếp. Lúc này, phía chân trời có một giọng nói vang lên, sau đó, một người đàn ông bay tới. Người đó chính là Hoang Mân. Thấy Hoang Mân, mục viện trưởng lập tức xa sầm mặt, lão không ngờ Hoang Mân này lại xông vào một cách hiên ngang như thế, rõ ràng là không coi học viện chúng thần ra gì. Hoang Mân không thèm quan tâm đến mục viện trưởng. Hắn ta nhìn về phía Dương Huyên, cười khinh thường, vốn cứ tưởng Trần Thanh có thể xử lý ngươi,
nhưng bây giờ xem ra là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Mục viện trưởng ở bên cạnh cất giọng nói nặng nề, Hoàng Mân thiếu gia, chuyện này. Hoàng Mân quay đầu nhìn về phía mục viện trưởng, nếu học viện chúng thần muốn bảo vệ hắn, thì bắt đầu từ bây giờ, học viện chính là kẻ thù của nhà họ Hoàng ta, không chết không thôi. Nghe thấy lời của Hoàng Mân, sắc mặt mục viện trưởng lập tức trở nên vô cùng khó coi, đồng thời trong lòng cũng có lửa giận dâng lên. Lão vốn muốn giảng hòa một chút, nhưng câu nói này của Hoàng Mân đã chặn lại đường lui của mọi người rồi. Lão còn có thể nói gì nữa? Không còn gì để nói cả. Mục viện trưởng hừ lạnh, lùi sang một bên. Hoàng Mân không quan tâm đến lửa giận của mục viện trưởng, hắn ta quay đầu nhìn về phía Dương Huyên, hôm nay ta muốn ngươi phải chết, không ai bảo vệ được ngươi đâu. Vậy sao? Một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên, sau đó, thời không bên cạnh Dương Huyên đột nhiên nứt ra, một cô gái váy trắng chậm rãi bước ra. Diệp Thanh Nhi. Thấy Diệp Thanh Nhi, nét mặt Dương Huyên lập tức cứng đờ, hắn không ngờ Diệp Thanh Nhi lại xuất hiện. Thấy Diệp Thanh Nhi, Hoàng Mân thoáng sửng sốt, sau đó vui mừng nói, Thanh Nhi cô nương. Diệp Thanh Nhi cau mày, Thanh Nhi là để cho ngươi gọi à? Dứt lời, nàng ấy vung tay tát một cái. Chát! Thân thể Hoàng Mân lập tức vỡ tan, biến thành một đống máu thịt bắn tung tóe. Mọi người! Dương Huyên! Bị đánh thành một đống thịt nát, Hoàng Mân sững sờ mất một lúc, sau đó sắc mặt trở nên dữ tợn, cô có biết cô đang làm gì không? Sau lưng ta là Hoàng tộc đấy. Diệp Thanh Nhi nhìn chằm chằm Hoàng Mân, Hoàng tộc, chỉ hướng đi. Hoàng Mân chỉ lên trời, giận dữ nói, Hoàng giới, cô. Diệp Thanh Nhi đột nhiên kéo theo Dương Huyên cùng biến mất, khi xuất hiện một lần nữa, hai người đã ở trong một vùng tinh không. Phía xa chính là Hoàng giới. Dương Huyên hơi ngơ ngác, mà lúc này, Diệp Thanh Nhi vung tay áo, một thanh kiếm biến thành kiếm quang hỏa diễm bay đi. Oanh! Toàn bộ hoang giới lập tức bốc cháy, tựa như pháo hoa sáng chói trong vũ trụ mờ mịt này, rực rỡ chói mắt. Cả người Dương Huyên đều tê dại. Một vũ trụ cứ thế, biến mất rồi. Lúc này, Diệp Thanh Nhi đột nhiên nắm tay Dương Huyên, dịu dàng nói, sinh nhật vui vẻ, ta vừa bắn pháo hoa cho huynh xem đấy, thích không? Dương Huyên. Hết chuyện. Mời các bạn đọc phần tiếp nối của Diệp Huyên là Diệp Quân nhé.